Trước khi bắt đầu chương trình về tỉnh thức và thức tỉnh tâm linh á, thì hôm nay mình chỉ muốn xoáy sâu vào những cái điểm chính, đó là cái tính thực tế, cái phương pháp để có thể có được nó hay không, và thứ ba là cái khả năng ứng dụng. Mình sẽ không đề cập tới những cái việc mà nó quá mơ hồ và không rõ ràng. Giống như anh Long Châu từng chia sẻ với mình á, là khi mà bạn có được một cọc tiền á, bạn sẽ rất là hạnh phúc, nhưng một cọc tiền từ trên trời rơi xuống á, thì nó cũng sẽ trở nên vô nghĩa. Cái hạnh phúc đó bạn không nếm trải được theo từng một cái sợi dài, một cái đoạn dài, mà nó chỉ ập vào mặt bạn xong rồi bạn xỉu một cái rầm xong. Còn khi mà mình lượm ve chai và mình có được tiền á, thì nó sẽ hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và cái sự tỉnh thức do chúng ta nhìn thấy, chúng ta phát hiện, chúng ta rõ ràng, chúng ta thực tế, nó giống như là bây giờ bảo rằng là hôn nhau thì sẽ rất là ngọt ngào, nhưng mà tôi phải hôn thì tôi mới biết được. Chứ bây giờ bạn cứ nói cái chuyện là hôn nhau ngọt ngào thì tôi không biết. Cho nên ngày hôm nay mình và anh Long Châu sẽ đề cập tới tỉnh thức và thức tỉnh tâm linh trên phương diện thực tế và những trải nghiệm cá nhân. Mà những trải nghiệm này nó cũng phải rõ ràng, minh bạch như một nụ hôn thì nó ngọt hay là nó kinh tởm vậy đó. Chứ nó không thể nào mà có một cái sự mơ hồ. Mình không thích cái sự mơ hồ, và anh Long Châu cũng vậy. Và đó là lý do tại sao mình mời anh Long Châu cho cái kỳ đầu tiên của câu chuyện hòa đá. Còn về anh Long Châu thì xin nhường cho anh khoảng 2-3 phút để giới thiệu về bản thân. Mời anh Long Châu ạ. À. Trời ơi, anh giới thì mình giới thiệu ngắn gọn nha, là mình ở Sài Gòn đi học đại học, ở Sài Gòn 12 năm. Sau đó thì mình quyết định về quê, là về quê đến nay là được 4 năm rồi. Thì cái chặng đường của mình là mình tốt nghiệp đại học, mình ra trường, nhưng mà mình không thích làm cái ngành công nghệ sinh học, nên là mình làm bartender, mình làm phục vụ, mình làm nhà hàng. Sau đó thì mình làm bất động sản, rồi mình quay lại mình làm nhà bếp, mình làm đầu bếp. Sau đó thì mình mới đi xuất gia, muốn làm thiền sư. Sau đó thì không muốn làm thiền sư để đi quay về quê để làm nông nghiệp thuận tự nhiên. Và bây giờ thì làm gì cũng không biết làm gì hết. Nói chung là bây giờ thì có gì làm đó thôi, chứ không không biết mình làm cái nghề gì nữa. Nói chung là về vườn rồi đó. Đó. Dạ rồi, cảm ơn anh Long Châu. Mọi người cũng biết sơ về anh rồi, trên Facebook của anh, và bây giờ thì anh cũng đã tự giới thiệu rồi. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với cái phần nội dung chính nhất á, thì mình muốn tặng cho các bạn một cái thông điệp cho tuần mới cũng được, tuổi mới cũng được, ngày mới cũng được, tháng mới cũng được, tùy các bạn hướng tâm vào cái ý trải bài này. Còn mình thì khi mà mình trải bài này á, thì mình đã hướng tâm là đây là thông điệp vũ trụ dành tặng cho những bạn có thể xem được cái câu chuyện hoa đá này, xem được cái buổi trò chuyện giữa mình và anh Long Châu. Chúng ta có bốn tụ bài, tụ 1, tụ 2, tụ 3 và tụ 4. Thì mọi người cứ nhắm mắt lại, xong rồi mọi người nghĩ tới cái số mà mọi người cảm thấy thích nhất á. Ví dụ mọi người nghĩ tới số 1, cái mọi người cảm thấy không 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 có chút kết nối nào cả, không thích lắm. Cái mọi người nghĩ tới số 2, cái mọi người cảm thấy hơi thích thích, thì mọi người có thể chết lại bằng cách là bỏ qua nó đi, nhảy vào số 3. Xong rồi tự nhiên cái lòng của mình nó vẫn có cảm giác là không, mình muốn quay trở lại số 2. Thì lúc đó là số 2 nó đang kêu gọi các bạn. Các thiên thần số 1, 2, 3, 4 đang kêu gọi các bạn. Và các bạn có thể nghĩ trong đầu của mình một con số mà các bạn cảm thấy thích nhất. Mình cũng sẽ nghĩ, mình sẽ chọn một con số. Anh Long Châu cũng chọn luôn anh ha. Rồi. 1, 2, 3. Rồi mình chọn rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem thử vũ trụ nói gì với chúng ta ngày hôm nay. Tụ số 1. Các bạn có hai thông điệp. Thông điệp đầu tiên đó là các bạn vũ trụ muốn nhắc nhở các bạn rằng là cái việc mà chăm sóc bản thân á, nó dường như có vẻ rất là đơn giản, nhưng mà thật ra nó không hề đơn giản một chút nào. Các bạn phải tận tụy giống như là một con ong trong cái hành trình mà hút mật đem về tổ của mình vậy đó. Nên các bạn phải chăm sóc bản thân mình. Và điều đặc biệt nữa, một cái nháy kế bên, đó chính là đừng quên một điều rằng bạn cũng hãy để cho người khác có khả năng và cơ hội để chăm sóc cho bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà mở lòng mình ra để có thể nhận á, nó cũng quan trọng như cái việc bạn cho đi vậy đó. Chứ không phải chỉ có một mình bạn mới chăm sóc bạn, rồi bạn cho phép bạn chăm sóc người khác, nhưng mà bạn không có đón nhận bất kỳ sự chăm sóc nào. Ví dụ như
con bạn bạn cũng có thể nhờ là lấy giùm mẹ ly nước, người yêu bạn bạn cũng có thể nhờ là hôm nay nấu giùm một bữa cơm, thì không cần phải là người đó tự nguyện mà bạn có thể nhờ họ để họ có thể chăm sóc lại bạn, và trong cái cách đó thì bạn đang kim cung, Trong bạn đó lấy đang giùm chị hai hạ cả mình muôn xuống đó, bạn đang hạ mình xuống để mà bạn có thể để mà bạn có thể đón nhận cái sự chăm sóc của người khác. Thì còn cái thứ hai nữa đó chính là hãy đầu hàng cái bản ngã của bạn. Vũ trụ nói rằng là khi mà bạn thuận theo dòng chảy và bạn xuôi dòng được á, thì bạn mới có thể chảy tràn trong cái cuộc sống của mình, và muốn xuôi dòng được á, thì bạn phải đầu hàng cái bản ngã của bạn. Cái câu này thì rất rất là hay luôn, mà mình rất là thích câu này, nhưng mà không không có nhiều thời gian để có thể chia sẻ nhiều về cái câu này, cái câu mà đầu hàng bản ngã. Ok, tặng cho các bạn tụ số 1 ha, các bạn có hai thông điệp như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ số 2, đó chính là vũ trụ muốn nói với các bạn rằng á, là hãy cứ ngoài ngoài cái thời gian mà bạn phải lắng lại, bạn phải thu mình lại, bạn phải trở về bên trong nội tâm của mình á, thì bạn cũng nên hướng ra bên ngoài tìm kiếm những cái kiến thức mới, những cái sự đào tạo, những cái gì đó nó chuyên nghiệp nhất có thể. Và chúng tôi tự hào vì cái hành trình mà bạn đang nỗ lực để có thể học hỏi, thu nhận những cái ở bên ngoài về với mình và tiêu hóa nó. Cho nên đừng có lúc nào cũng chú trọng cái việc là phát triển tâm linh hay là phát triển đời sống nội tâm bên trong. Điều đó nó rất là tốt, nhưng mà nó chỉ tốt khi mà các bạn đã có đủ một cái nguồn vốn ở bên ngoài các bạn thu vào và các bạn tiêu hóa được, thì các bạn mới có cái để tiêu hóa, thì mới có cái để nhìn vào. Ok, cái thứ hai là đội ngũ sport muốn hỏi bạn một điều rằng là bạn nghĩ gì về cái sự thư giãn, về cái sự nghỉ ngơi. Đối với chúng tôi á, thì khi mà bạn chậm rãi nhất có thể, bạn từng bước bạn tận hưởng được cái relax của bạn á, thì nó chính là cái sự enjoy tốt nhất trong cuộc đời của bạn. Rồi qua tụ số 3. Tụ số 3. Ồ, hồi nãy em chọn tụ số 3 nè. Các bạn đã chọn tụ số 3, hồi nãy mình chọn tụ số 3. Con đường mà bạn đang đi á, những cái gì mà bạn đang làm á, bạn biết nó là đúng mà chỉ là bạn thiếu một chút của sự can đảm mà thôi. Chúng tôi luôn ủng hộ bạn để cho bạn có thể đi. Và bạn biết là nó là một cái lẽ phải, có nghĩa là nó là điều mà bạn phải đi, chứ không phải là bạn né hoặc là bạn tránh hoặc là như thế nào được. Và cái sự chuyển hóa nó nằm trong cái quá trình mà bạn đang đi đó, chứ không phải là cái quá trình nào hết. Và cái này mình cảm thấy nó khá là tương tự với cái nội dung mà cả anh mình và anh Long Châu đang muốn đi sâu vào về cái chuyện tỉnh thức. Transformation, cái sự chuyển hóa nó không đến từ một kết quả mà nó đến từ cái hành trình mà bạn phải đi, và bạn biết rằng là nó là it's right. Đó, chúc mừng tụ số 3. Rồi bây giờ chúng ta đến với tụ số 4. Cũng chúc mừng các bạn tụ số 4. Nếu mà những bạn đang vừa trải qua một giai đoạn khó khăn thì vũ trụ cũng nói với các bạn rằng là hãy sẵn sàng cho một căn phòng với một cái happy ending đang mở ra cho các bạn. Những gì mà các bạn chờ đợi, các bạn mong đợi, nó giống như là một kỷ nguyên mới, một bình minh mới đang mở ra cho các bạn vậy đó. Về mặt tinh thần hoặc là về mặt tài chính hoặc về mặt mối quan hệ, nên hãy mở rộng cái cánh cửa ra, xông phòng đi để đón nhận hạnh phúc vào. Xong chưa? Và time Tại to tôi nói play. ăn Tại Dạ bạn nào chưa có bấm tắt mic á, bấm tắt mic giùm mình với nha. Bạn nào chưa bấm tắt mic giùm mình với nha. Rồi, time to play, vũ trụ hỏi các bạn là cái thời gian của các bạn á, hãy hãy tiếp tục biến nó và làm nó trở nên thành những điều nhảy, những cái có nghĩa là niềm vui ở đây không phải là niềm vui bình thường, mà nó có thể là dancing, nó có thể là chơi nhạc, nó có thể là cái này cái kia. Nói chung là bạn hãy hòa điệu vào cái nhịp sống vui tươi nhất đi, bởi vì cái kỷ nguyên mới của bạn đang mở ra và cái hành trình mới, cái căn phòng mới với một cái kết thúc rất là happy đang chờ đợi các bạn. Chúc mừng các bạn. Dạ Anh rồi, chọn số 4 á. anh chọn số 4, chúc mừng anh Long Chào. Hy vọng là trải bài
cái bài mới này giúp cho các bạn có tinh thần phấn khởi hơn cho một cái gì đó mà mình đang vương vấn trong lòng. Bây giờ thì chắc là em sẽ đến với câu hỏi đầu tiên luôn. Và câu đầu tiên thì cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người đều mong đợi khi mà mọi người viết ở trong cái form đăng ký á, thì mọi người rất là mong đợi cái việc là anh kể về cái trải nghiệm của chính mình. Thì em hy vọng là anh có thể chia sẻ cho em và tất cả mọi người về cái việc là vì sao, cái lý do nào, cái nguyên nhân nào để mà anh có một cái ý nguyện là mình muốn trở thành một cái hot boy thầy tu hoặc là một thiền sư. Khi mà có nhiều bạn hỏi anh đó là một cái biến cố nào cuộc đời của anh hay là một cái khủng hoảng nào để cho anh quyết định không á, anh chia sẻ với mọi người luôn á là cuộc đời của anh nó không có một cái biến cố mà gọi là thay đổi đột ngột. Như anh cũng từng chia sẻ với Salatam là khi mình nhìn lại từ bây giờ cho đến ngược lại cho đến lúc mà bắt đầu anh đi vô đại học á, thì cái quá trình nó thay đổi của anh nó từng ngày và nó cứ từ từ vậy đó. Thì tại sao anh muốn trở thành một thiền sư là nó sẽ quay ngược lại cái thời gian mà anh bắt đầu quan tâm đến môi trường, quan tâm đến sức khỏe khi mà anh đã làm đầu bếp rồi á, thì anh mới thấy là ủa chứ tại sao lại là mọi người đang sinh sống mà phá hủy môi trường như vậy, tại sao lại là có khủng hoảng cái đợt Phục Mô Sa mà đi biểu tình á. Thì anh cũng có đi, thì anh đã từng tìm hiểu về biểu tình ôn hòa của cái bà của một cái bà bên Myanmar mà anh không nhớ tên rõ. Thì anh mới nghĩ rằng là trong lúc anh đi biểu tình đó, anh thấy trong đám đông có một sự cuồng nộ, có nghĩa là không biểu tình nhưng mà thành ra là bị gây rối, bởi vì vẫn có những người không kiềm chế được mình. Thì anh nghĩ rằng không thể nào mà dùng những cái sự phản kháng và bạo động của mình để giành lấy một cái điều tốt đẹp, nên là lúc đó thì anh mới nghĩ là bằng bất cứ giá nào mình cũng phải chọn cái phương pháp là điềm tĩnh và thiền là cái con đường mà mình cần phải đi và phải chọn. Thì sau cái thời điểm mà anh quan tâm tới môi trường xong rồi mình đi biểu tình và mình nghĩ ra con đường nào mà để mà dành tới hòa bình với lại dành tới cái sự yên ổn cho mọi người ấy, thì chỉ có thiền thôi. Cũng trong giai đoạn đó đó thì anh làm đầu bếp và mình rất nóng tính. Những ngày đầu mình không nhận ra đó thì mình cho mình cái quyền mình được quyền nóng tính, bởi mình nghĩ là đầu bếp ai mà chẳng nóng tính. Nên là mình có coi trong những cái chương trình truyền hình trên Mỹ đó thì có những ông đầu bếp là ông đập đồ, ông đập này đập kia, là khi mà nhân viên nấu ăn dở là ông chửi té tát luôn. Thì lúc đầu với một cái bản ngã, cái tôi, bởi vì làm đầu bếp thì mình muốn có một cái tôi là mình phải giỏi, mình phải kiểm soát được mọi thứ. Nên là khi mà mình vô trong 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 cái bếp, mỗi ngày mình vô cái bếp là mình quan sát, mình nóng giận và nhiều ngày mình về nhà và mình nói là mình không thích con người của mình như vậy. Bởi vì cái con người giống như mình đóng một cái vai ác vậy đó, nhưng mà mình không thích con người của mình như vậy. Và từ từ thì mình muốn làm là mình phải vận dụng thiền vào trong cái cách mà quản lý nhân viên, trong cái cách mà con người đối xử với nhau. Thì lúc đó thì mình nghĩ là khi mà mọi người thay đổi được cái suy nghĩ á, thì mọi người sẽ thay đổi được cái hành động và mọi người chọn được cái công việc nào đó mà mọi người cảm thấy là thoải mái nhất cho mình, thì mình mới quyết định là mình trở thành thiền sư. Mình muốn học thiền thì lúc đó mình không nghĩ là mình đi tu đâu, mình nghĩ là mình đi học thiền 2 đến 5 năm thôi, sau đó thì mình quay về mình làm đầu bếp, nhưng mà mình làm với một cái tâm thế là chữa lành hay là giúp cho mọi người tới đó làm việc thì một môi trường hòa đồng với nhau. Nó là như vậy. Thì đó là lý do để mà mình quyết định là mình đi đi học thiền, và bởi vì cái duyên nó tới nữa, nó tới ào ào vậy đó mọi người. Thì Long kể luôn là Long gặp được bạn Kim, thì bạn Kim
có giới thiệu là thầy Minh Niệm đang có một cái khóa học thiền chữa lành, lúc đó gọi là chiến binh linh tâm hồn. Thì đó, thì thầy có mở bản hoa anh đào trên Lâm Đồng đó. Thì lúc đó là Long về Long sắp xếp thì nghỉ việc, sau đó thì đăng ký theo thầy. Ngay lúc đó thì cái dự án nó bị đóng lại nên thầy gửi qua Myanmar luôn. Tự nhiên đột ngột, trước đó Long không có thực hành thiền, mà Long biết được thầy Thích Nhất Hạnh là từ lúc học đại học. Thì sau đó thì Long không nghĩ là Long cần ngồi thiền đâu, mà chỉ cần đến tận năm ngoái vẫn chưa có ngồi thiền đâu nghe. Là Long nghĩ là Long chỉ cần sống tỉnh thức là được. Thì Long đi theo thầy Minh Niệm, thì thầy Minh Niệm gửi ngay qua Myanmar luôn, vô rừng thiền luôn, nguyên một tháng bầm dập. Thì đó là cái lý do. Dạ, anh cũng vừa nhắc tới là anh muốn sống tỉnh thức. Vậy thì em có một câu hỏi nhỏ nhỏ nữa, đó chính là cái quá trình mà anh nhận ra rằng là mọi người đi biểu tình nhưng mà mọi người bạo động á, rồi anh cảm thấy rằng là cuộc sống thế này và anh muốn là sau này anh quay trở lại đầu bếp thì anh phải thế này, thì đó theo anh thì có phải là những cái dấu hiệu của sự tỉnh thức không, và khái niệm tỉnh thức đối với anh là như thế nào ạ? Đúng rồi, anh nghĩ đó là những giây phút mà để anh tỉnh thức đó. Bởi vì biết sao không, là anh làm đầu bếp nhưng mà anh không quan tâm tới môi trường. Bởi vì trong đầu anh là anh phải làm đầu bếp, và anh 3 năm anh luyện tiếng Pháp để mục tiêu của anh là anh đi Pháp, anh du học ở Pháp. Thì anh không nghĩ là, rồi sau đó thì anh không nghĩ là cái hiện trạng là khủng hoảng về môi trường và thực phẩm bẩn nó như vậy. Đến một ngày thì tin tức nó tràn lan thực phẩm bẩn. Thực ra nếu như nó không liên quan tới cái nghề bếp của anh thì có thể là anh chưa tỉnh đâu, gọi là như vậy cũng đúng. Nhưng mà bắt đầu thì thực phẩm bẩn nó tràn lan, thì bắt đầu anh mới tự đặt câu hỏi, vậy thì mình là một đầu bếp thì mình đang nấu những món ăn từ thực phẩm như thế nào? Thì anh mới đi ngược về con đường làm, anh tìm hiểu thị trường về canh tác rau củ quả, thì anh mới quan tâm tới môi trường. Lúc đó thì cùng lúc đó thì anh tự hỏi là mình nấu ăn cho người ta thì mình nấu như vậy thì người ta ăn ngon quá, người ta bị mập thì mang nghiệp hay không? Đó, anh tự hỏi như vậy nên là anh mới có chế độ ăn là giảm cân đó. Thì sau đó thì đó thì anh làm ra chương trình ăn giảm cân, rồi giúp mọi người chia sẻ cái trang Fitness Chef Long Châu của anh, là từ cái mục đích đó là giúp mọi người giảm cân. Đúng, bởi vì anh nhận ra trời ơi, giảm cân nó rất đơn giản, nó cực kỳ đơn giản, chỉ là công thức là mình chỉ cắt nửa tinh bột mỗi khẩu phần ăn thôi, một tháng mình sẽ giảm được cân. Đơn giản vậy thôi. Dạ, chắc là bạn nào mà đang muốn giảm cân á, thì đây cũng là một bí quyết mà anh Long chia sẻ cho mọi người ha. Chỉ cần cắt một nửa phần tinh bột trong cái khẩu phần ăn của mình thôi là sau một tháng sẽ giảm cân. Nhưng mà em đó, có một điều em thấy như em muốn hiểu rõ hơn là như thế này, là anh thấy tỉnh thức, anh thấy cái giai đoạn đó của mình á, là anh bắt đầu tỉnh thức, nhưng mà sau đó anh lại nói là anh muốn sống tỉnh thức. Thì như vậy thì trên cái quan điểm của anh á, thì cái nội hàm của tỉnh thức á, cái khái niệm về tỉnh thức á, mình phải hiểu như thế nào cho đúng ạ? Rồi, thực ra anh không biết là tỉnh thức hay không nghe. Đến tận bây giờ anh không biết mình có tỉnh thức hay không, bởi vì anh năm ngoái anh có gặp Sala và anh coi bài coi thử đó, là anh muốn coi được là tiền kiếp của anh nó như thế nào, hoặc là góc tối của anh như thế nào, bởi vì anh không có một cái trải nghiệm nào gọi là tâm linh về là tỉnh thức hết. Bởi vì là đối với anh là mỗi ngày anh sống như vậy rồi, anh có trách nhiệm với mỗi lựa chọn của mình. Anh tự hỏi là mình nên làm như vậy hay không, mình nên chọn thế này hay không, mỗi ngày mỗi quyết định. Thì là đến một lúc thì mọi chuyện nó đến như vậy thôi. Và nó cũng không có ngạc nhiên, có nghĩa là khi mà anh xuất gia, anh quyết định mà thầy gửi anh qua Myanmar để anh xuất gia, anh từ bỏ tất cả đó, thì nó đến một cách tự nhiên và anh không phải dằn vặt cái điều gì hết. Có nghĩa là nó tới thì nó tới thôi, và anh đã quyết định cái quyết định đó thì anh sống với quyết định đó, và cũng không có gọi là anh phải buông bỏ cái gì hết. Nên là anh cũng không biết là tỉnh thức, thì đối với anh tỉnh thức là cái mà lúc ra mình ngộ ra những cái điều rất là nhỏ mà mình thấy nó sáng tỏ hơn, chứ nó không phải là một cái gì đó. Đối với anh, riêng cá nhân anh là không phải cái gì đó nó quá cái ào và nó thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Mà mỗi cái câu hỏi nhỏ thôi, ví dụ như anh tự hỏi là làm cái điều này thì đúng hay không, mình nên chọn cách nào,
thì anh sẽ trăn trở trong đầu mình, và một ngày nào đó thì vũ trụ nó sẽ cho mình thấy cái câu trả lời đó từ những cái điều xảy ra, hoặc là từ những cái bài học mà mình được thấy từ những vị thầy rất là nhỏ thôi, và mình sẽ trả lời từ 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 từ, thì mình đến một lúc mình không còn hỏi cái gì nữa hết. Như vậy là em thấy có một cái sự rất là khác biệt so với cái tỉnh thức mà mọi người đang đề cập tới, và đặc biệt là trong một tuần qua, khi mà em nghĩ là em sẽ làm cái đề tài này thì em càng tìm hiểu nó nhiều hơn, và em phát hiện ra là mọi người đều nói tới cái sự tỉnh thức đó như là một cái phút giây, như là một cái phút giây mà chúng ta có một cái gì đó gọi là hòa điệu với vũ trụ nè, chúng ta cảm giác bình yên tràn ngập nè, rồi chúng ta có cảm giác là không có mong cầu bất cứ một cái điều gì nữa nè. Và tỉnh thức đó, thì đối với mọi người thì nó có nhiều cái giai đoạn, và đó là giai đoạn đầu của tỉnh thức. Nhưng với anh Long Châu thì anh lại nói rằng cái sự tỉnh thức nó nằm ở cái chỗ là anh ngộ ra được những điều rất nhỏ và sáng tỏ dần. Và từ đó thì anh có trách nhiệm với mọi sự lựa chọn của mình. Như vậy thì không biết là em có thể túm lại một xíu, đó là tỉnh thức có nghĩa là khi chúng ta tỉnh táo và chúng ta thức dậy sau một cơn mê dài. Đúng rồi, của anh là tỉnh thức là rất là tỉnh luôn, em hiểu không? Nó không có gì mà đến lúc anh bực luôn là không có gì là tâm linh hoặc là vi diệu hết. Thực ra anh gọi là tâm linh bởi vì thực ra tâm linh, khi mà anh nói luôn cái từ tâm linh, nghe là khi mà mình bắt đầu mình chọn cái con đường mà nó theo những giá trị vô hình, gọi là tâm linh, thì đó là bắt đầu là tâm linh rồi. Có nghĩa là em tin vào nhân quả, mình tin vào cái sự tái sinh luân hồi. Đầu tiên là anh phải nói chút xíu chỗ này nè. Hồi xưa anh không nghĩ chết là, anh cứ nghĩ chết là hết. Mặc dù là anh, nhà anh đi theo đạo Phật gốc, là từ nhỏ là đi học ở chùa vẫn nghe xuống cõi địa ngục, đúng không? Nhưng mà với một cái tinh thần rất là tỉnh của anh, vì anh học công nghệ sinh học, khoa học tự nhiên, thì anh rất là khoa học. Nên anh cứ nghĩ chết là hết. Đến lúc ba anh mất á, thì anh mới đi tìm hiểu là cái chết nó thực sự chết có hết hay không. Thì anh mới đi vô ngược lại trong đạo Phật. Thì anh tìm được cuốn sách là Tạng Thư Sống Chết. Và anh cuốn sách là anh đọc cái đó thì anh mới hiểu là thì ra sống không phải chết là hết, mà vẫn còn tái sinh. Thì người mình sống để làm cái gì? Thì mình sống để mà mình chuyển hóa chính mình, để càng ngày mình tốt hơn, cái linh hồn của mình nó tốt hơn. Đó là cái lúc mà anh bắt đầu anh theo tâm linh rồi đó. Đó là những cái lúc như vậy là anh biết, đó là anh theo tâm linh, gọi là thức tỉnh tâm linh, anh gọi là thức tỉnh rồi đó. Có nghĩa là anh tin vào chuyện tâm linh, anh tin vào nhân quả, anh tin vào những gì Phật dạy đây. Không phải riêng Phật đâu, nhiều vị, nhiều bậc giác ngộ, nhiều cái cách tu tập khác nhau, rồi kể cả khoa học, người ta vẫn có nói về chuyện tái sinh. Thì bây giờ mình tin vào cái chuyện đó là gọi là tâm linh. Thì đó là tâm linh, còn thức tỉnh là mình rất là tỉnh. Anh rất là tỉnh luôn. Dạ, như vậy thì theo quan điểm của anh Long Châu thì anh nghĩ rằng tỉnh thức là ngộ ra những điều rất nhỏ ha, và chúng ta sáng tỏ ra những cái băn khoăn, những cái câu hỏi mà chúng ta đã từng tự hỏi bản thân mình, chứ không phải là một cái cảm giác hòa điệu hay là gì cả. Và anh chưa hề trải nghiệm cái cảm giác hòa điệu vũ trụ hay là sự an bình nội tâm hay là bất cứ một cái điều gì cả trước cái giai đoạn mà anh quyết định những cái bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Vậy thì mình rất là hy vọng cái khái niệm này mỗi người chúng ta sẽ chuyển hóa nó trở thành cái khái niệm bên trong mình. Bởi vì khi các bạn sử dụng quá nhiều một cái khái niệm nào đó, ví dụ như các bạn hỏi về tỉnh thức, các bạn nói về tỉnh thức, các bạn tò mò về tỉnh thức, nhưng nếu như các bạn chưa rút lại được thật ra đối với quan điểm của chính bạn thì tỉnh thức là gì, thì bạn sẽ đi lầm đường lạc lối ngay. Cho nên đầu tiên là chúng ta cần phải chốt lại rằng với riêng bản thân chúng ta tỉnh thức là gì, cũng giống như với riêng anh Long Châu ngày hôm nay thì anh nói tỉnh thức là như vậy đó. Và mình thì hoàn toàn đồng ý và rất là thích cái quan điểm về tỉnh thức này. Cái thứ hai mà anh nhắc tới chính là thức tỉnh tâm linh, thì như vậy anh có thể nói rõ hơn một chút về cái sự khác biệt giữa tỉnh thức và thức tỉnh tâm linh không ạ? Có phải là cái giai đoạn mà anh tỉnh thức, anh muốn đi về con đường trở thành một vị thiền sư, có phải giai đoạn đó cũng là cái giai đoạn anh bắt đầu tin vào tái sinh luân hồi hay không? Vậy thì chúng ta có thể nhập nó là một hay trước không? Hay đó, là hai ạ? Không. Trước đó em, có nghĩa là cũng mười mấy năm trước thì bắt đầu là sau khi ban chế xong thì anh tìm hiểu về chết có thực sự là tái sinh hay không.
thì anh tìm hiểu rồi thì anh mới biết anh tin vào là người ta sẽ tái sinh và có sự tái sinh. Nếu như mình sống tốt thì mình sẽ kiếp sau mình sẽ được tốt. Anh chỉ mong muốn vậy thôi. Anh chỉ mong muốn là hồi đó anh mong muốn là anh sống sao cho anh bớt tạo nghiệp để kiếp sau cuộc đời của mình nó sẽ vui vẻ hơn. Mặc dù kiếp này của mình thì nó không có gì là đau khổ hết, nhưng mà anh tin vào cái điều đó. Và anh tin vào là cái điều là cái mục đích cuộc đời của mình á, là mình không mang theo cái gì hết, mà mình chết đây là mình chỉ còn những cái gì mà mình gây nghiệp thì mình mang theo thôi. Nên là lúc đó thì anh mới đưa ra một cái thang giá trị. Mình sống để làm gì? Sống để hạnh phúc, chứ không phải là mình sống để hạnh phúc với mình sống để mình vui, chứ không phải là mình sống để mình thành công hoặc là mình sống để mình được cái này được cái kia. Nên là khi mà bắt đầu mà mình tin vào điều tâm linh rồi đó, thì cái thang giá trị của mình đã... có nghĩa là mình đưa ra những cái thang giá trị của mình là mình làm sao để mà mình sống hạnh phúc, mình làm sao để mà mình không có tạo được bị nhiều nghiệp nữa, mình làm sao để mà mình không có gây đau khổ cho người này người kia, làm sao để mình không có sân si cho mình, thì đó là cái mục đích của mình. Đó là cái mà anh mở lên mic lại rồi, nãy em thấy mic nó vừa tắt. Như vậy có nghĩa là cái thức tỉnh tâm linh nó đi trước, đối với anh nó đi trước cả sự tỉnh thức. Anh bắt đầu quan tâm đến những cái câu chuyện về đời sống tâm linh, như là sự tái sinh, như là vũ trụ, như là luân hồi, như là nhân quả. Xong rồi sau đó nó xảy ra nhiều cái sự kiện, cái anh mới bắt đầu có cảm giác là mình tỉnh thức trên cái quan điểm đúng của anh. Rồi. Đúng rồi. Dạ. Thức tỉnh tâm linh trước rồi mới tỉnh thức được. Mà lúc nguyên hồi xưa đến giờ thì đâu có khái niệm là tỉnh thức gì đâu. Mình đâu có biết là tỉnh thức hay cái gì đâu. Mình cứ sống vậy thôi. Dạ. Mình cứ ngồi những cái điều nhỏ nhỏ vậy thôi. Sau khi mà anh bắt đầu thức tỉnh tâm linh ha, là có nghĩa là anh bắt đầu tìm hiểu, rồi muốn biết, rồi muốn đi sâu vào, là tự nhiên có nghĩa có thể gọi là cái đời sống tâm linh của mình á, nó thức dậy sau một cơn mê dài. Thì đúng khi rồi. Đó chúng ta mới bắt đầu có rất là nhiều cái sự kiện nó đến, và khi đó thì chúng ta mới bắt đầu tỉnh thức để rồi. Mà nhận ra được cái thực tại xung quanh của mình. Vậy đúng thì rồi. Cái sự tỉnh thức đó của anh á, theo anh thì nó có chia ra thành nhiều cấp độ như mà mọi người hay nói hay không, hay là nó sẽ như vậy chỉ có điều là ở những hình dáng khác nhau chứ không phải là cấp độ? Ví dụ như cấp độ gì em? Dạ ví dụ như á, mọi người nói rằng á, hôm qua em mới vừa xem cái video của một nghệ sĩ khá là nổi tiếng, thì nghệ sĩ đó phân chia ra là có 6 cấp độ. Cấp độ thứ nhất á, là cái cơ bản nhất, là bạn bắt đầu ý thức được tôi là ai, tôi đi trong cuộc đời làm gì, những gì tôi phấn đấu không còn mang lại cho tôi hạnh phúc nữa. Cấp độ thứ hai đó chính là bạn buông bỏ được luôn, và bạn buông bỏ được tất cả những cái đó, xong rồi tự nhiên bạn lại chán cái cuộc sống này, bạn hài lòng với chính mình nhưng bạn không hài lòng với xã hội. Cấp độ tiếp theo nữa thì bạn lại có khả năng hài lòng với xã hội nhưng không hài lòng hoàn toàn 100%. Cấp độ cao hơn nữa đó là bạn cảm ơn tất cả những cái trải nghiệm của bạn, rồi bạn cảm ơn cả những người đang xấu với bạn, nghĩa là bạn không có xăng nữa. Nói chung lúc nào bạn cũng tràn ngập bình an, bạn cũng hòa điệu vào vũ trụ, và cái này nó nhiều, nó dài đó. Thì họ phân chia cấp độ là như vậy đó. Đối với anh nghe có nghĩ anh nghĩ là hơi na ná thôi, nhưng mà không phải là như vậy. Và nó không phải là từng cái khoảnh khắc, nó không phải là khoảnh khắc mà nó là giai đoạn cuộc đời của anh. Ví dụ như giai đoạn cuộc đời của anh là anh sẽ tự hỏi hạnh phúc đích thực là gì, mình sống vì mục đích gì. Thì hồi đại học, vào năm nhất đại học, anh tự hỏi câu đó rồi. Thì sau đó thì anh nói là hạnh phúc của anh là anh sẽ tốt nghiệp đại học, anh kiếm tiền, anh lo cho ba mẹ. Nhưng mà khi ba anh mất rồi thì anh tự hỏi luôn, mẹ anh mất thì anh lo cho ai? Thì những cái tưởng tượng của mình nó sẽ bị gãy, bởi vì những cái ảo tưởng mình về một cái hạnh phúc nó sẽ bị gãy. Và lúc đó thì khi ba anh mất xong thì anh sống trong cái sự buồn. Và nó là làm sao mình thoát ra cái sự buồn này được, thì mỗi ngày anh buồn và anh vẫn chấp nhận anh buồn thôi. Và anh nghĩ là thời gian nó sẽ qua, thì dĩ nhiên là thời gian nó sẽ qua thật, và mình có những cái mới và mình đón nhận những cái mới, chứ mình không chìm trong cái buồn nữa. Thì đó là, và năm nhất đại học, năm 2, năm 3 thì anh tìm hiểu về hạnh phúc. Anh đọc cuốn sách Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi, rất là hay. Anh hiểu được là mình phải thay đổi chính mình nè. Rồi sau đó thì anh thay đổi từ từ, thì tiếp đó thì cái giai đoạn mà
anh hiểu được mục đích cuộc sống là gì. Mục đích cuộc sống của mình là như anh nói lúc nãy, là mình sống là mình vui, và mình không phải là sống để thành công, để làm giàu, mà phải có sự tu tập nữa. Mục đích là cái linh hồn của mình nó phải trưởng thành. Đó, thì khi mà mình hiểu được cái mục đích cuộc đời của mình biết mình là ai, mình sống vì điều gì rồi, thì mình sẽ lo cho cái xã hội và mình trăn trở cứu thế giới. Anh đã có từng giai đoạn là giải cứu thế giới, anh muốn hét lên cho mọi người biết, mọi người ơi thức tỉnh đi, kiểu là hãy quan tâm, quay về bên trong đi, và hãy sống cuộc đời, đừng có tham tiền nữa, mà hãy lo cho môi trường và hãy lo cho bản thân mình, đi tập thể dục đi. Hạnh phúc nó đơn giản lắm, là mình chỉ cần chạy bộ và mình chỉ cần chơi cầu lông và mình ăn một cái ổ bánh mì, hoặc là mình ăn một bịch bánh tráng trộn thôi là nó đã hạnh phúc rồi. Thì đó là cái giai đoạn mà anh muốn thay đổi thế giới, anh muốn mọi người tỉnh ngộ đi, kiểu vậy đó. Hãy trồng cây đi. Dạ, nếu như mà anh không nói thì em nghĩ, nếu như mà anh không giải thích rõ đoạn đầu thì khi mà anh kể tới chi tiết này thì em sẽ nghĩ ngay rằng là cái sự tỉnh thức ở giai đoạn 1, gọi là có 6 giai đoạn này, thì ở giai đoạn 1 là giai đoạn cơ bản nền tảng thì anh bắt đầu nhận thức ra, bắt đầu cái giai đoạn 2 là anh muốn cứu thế giới, nhưng giai đoạn 3 như hiện tại thì anh lại không còn cái muốn cứu thế giới nữa, anh muốn thế giới nó có khả năng tự vận hành riêng. Nhưng mà bởi vì ngay lúc đầu thì anh có giải thích với em là đối với anh thì nó không phải là từng cấp độ, mà nó chỉ đơn giản là từng cái giai đoạn, và theo từng giai đoạn chúng ta có những cái sự ảo tưởng của bản thân mình, và chúng ta bị gãy tất cả những cái ảo tưởng đó. Đúng rồi. Và em cảm thấy trời ơi, cảm ơn anh, quá tâm đắc. Đó, đến lúc giai đoạn giải cứu thế giới để nói tiếp nghe. Thì anh đi tu, thì trong anh nghĩ là anh sẽ quay về với lại vị trí là anh là một thiền sư. Thì lúc đó là anh cho mục tiêu của anh là 2 năm anh trở về, nhưng mà thầy bắt là phải 5 năm. Thì anh phải nhắm mắt làm liều. Thì khi mà anh vô rừng thiền đó, thì đối với 5 năm nó quá dài đằng đẵng, và anh nói là ủa, trong rừng thiền người ta dạy là cuộc đời là khổ, lúc đó anh không hiểu cuộc đời là khổ. Anh nói tất cả những cái vị sư anh gặp, anh nói thôi con ráng tu đi con, bởi vì ngồi kia khổ lắm, phiền não lắm. Nhưng mà đối với lúc đó anh yêu cuộc đời quá đổi. Anh nói là ủa sao cuộc đời nó quá đẹp, mà sao nó đâu có khổ đâu. Bởi vì một buổi sáng mình pha một ly cà phê, mình uống mình thấy rất là hạnh phúc rồi, mình đâu có đòi hỏi gì nhiều, mình đâu có gì đâu khổ. Hoặc là mình đi xe đạp vòng vòng thì nó đâu có gì đâu khổ. Thì lúc đó thì khi mà anh vô rừng thiền đó, anh thì anh lại muốn giải cứu thế giới, muốn làm thiền sư là một cái ảo tưởng nữa. Thì anh thấy là, nhưng mà anh không biết 5 năm sau thế nào, nhưng mà mỗi ngày anh ngồi thiền và mỗi ngày anh sống như vậy, anh sống hết mức với cái điều đó rồi. Và anh lúc đó anh mang cái sự hy sinh, anh muốn hy sinh để cứu thế giới, nên là cái sự hy sinh của anh nó cũng bẻ gãy luôn. Và anh nói với thầy của anh là con thấy là cố sự hy sinh của con là không đúng, bởi vì hy sinh đúng đắn là một cái sự mà bằng lòng và một sự chấp nhận mọi thứ, nhưng mà lúc này mình vẫn đang mang danh hy sinh để mà làm cái đăng, để mà tiếp tục cái hành trình này với danh nghĩa là hy sinh, nhưng mà cái sự hy sinh này nó không có mang cho mình đến hạnh phúc. Thì nên là anh nói là chắc là anh không hợp với con đường này, và anh xin rút lui, anh xin đi về. Đó cũng là một cái mà anh không còn gọi là hy sinh cho mọi người nữa. Thì sau khi giải cứu thế giới xong, sau khi về vườn xong á, thì lúc đó là anh trăn trở là sẽ chia sẻ nhiều thứ hơn, muốn người này phải nghe cái này nghe cái kia. Rồi đến một thời gian nữa là anh không còn, anh tùy duyên thôi, có nghĩa là anh về nhà anh nói với gia đình, nhưng mà nhiều cái gia đình không thay đổi được. Anh mới hiểu là nó đủ duyên nó mới thay đổi tư duy của người ta, là cái mong ước mà mình thay đổi mọi thứ là không, và mình sẽ quay vào chính mình thôi, thay đổi chính mình, chấp nhận cái điều đó và mình tốt đi đã, mình tốt đi đã rồi tính sau, đừng quan tâm tới mọi người. Không biết là mọi người thấy như thế nào, nhưng mà mình cảm thấy rằng là chúng ta đã rõ ra rất là nhiều điều xung quanh cái vấn đề tỉnh thức. Có nghĩa là ở đây tỉnh thức nó không phải là một cái gì đó hòa điệu vũ trụ, hay là cái sự an bình nội tâm, hay là bất cứ cái gì cả. Mặc dù những cái cảm giác này là có, nhưng nó chỉ là hiệu ứng đi kèm mà thôi. Còn cái nền tảng cơ bản của sự tỉnh thức, giống như mình đã nói, túm lại cái ý của anh Long Châu lúc đầu thì nó chính là tỉnh táo và thức dậy. Khi mà bạn thức dậy và bạn tỉnh táo, giống như bạn đang nằm trên giường ngủ vậy đó, và bạn mở mắt ra, có nghĩa là bạn phải thức dậy trước, bạn phải mở mắt ra trước, rồi sau đó là bạn bắt đầu tỉnh táo,
tỉnh táo để đánh giá rằng à mình đang bước cái chân xuống nè, mình là bạn phải là thức tỉnh, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Và như vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải bẻ gãy một cơn mê nào đó, bạn sẽ bẻ gãy những ảo tưởng nào đó thì bạn mới gọi là thức tỉnh được. Còn nếu như bạn chưa bẻ gãy những cái ảo tưởng nào hết thì tất cả mọi thứ nó vẫn còn đang đang mê. Và anh có thấy rằng nếu như chúng ta chưa bẻ gãy những ảo tưởng nào hết mà chúng ta có được cái cảm giác hòa điệu vào vũ trụ hoặc là cảm giác an bình này, thì nó có khả năng là một cơn mê không? Đúng rồi, anh nghĩ là có. Có nghĩa là em muốn bẻ gãy em phải làm. Đối với anh em phải làm. Nói thì nó khó, nó rất là phũ phàng mà em phải làm. Ví dụ anh thích làm đầu bếp, anh thích làm anh làm bất động sản đúng không? Anh nghĩ là làm bất động sản là đến những cái căn hộ chục tỷ, đến những cái penthouse rất là đẹp. Anh rất là hồi anh là sinh viên, anh đi xe buýt đến ký túc xá Đại học Quốc gia để anh đi thực tập mỗi cuối tuần, và anh thấy những cái căn hộ đó nó đang xây lên. Anh nói trời ơi, khi nào mình mới bước chân vào những cái căn hộ cao cấp như vậy. Thì vô hình dung đến một ngày anh đứng trên căn penthouse mắc nhất Sài Gòn ở trên Vincom, thì anh bán những căn đó nó nằm trong tay anh, ví dụ như vậy. Thì anh phải đến tận cùng của cái điều đó thì anh mới thấy à, thì ra nó là như vậy, và anh từ bỏ. Đến lúc anh làm đầu bếp đi, anh muốn nổi tiếng, mình cũng lên TV, ví dụ như vậy. Xong rồi mình đến tận cùng của điều đó và mình từ bỏ. Có nghĩa là em phải làm, chứ em đừng có tưởng tượng. Em cứ sống mãi với cái tưởng tượng của mình là nó không phải là thực tế đâu. Mà em phải bẻ gãy tất cả những cái tưởng tượng. Em muốn cái gì em làm cái đó đi. Thì là nó mới thực tế đó, anh, đó là tỉnh của anh đó. Có nghĩa là nếu chúng ta có khi chúng ta đang ngủ thì chúng ta luôn luôn có những giấc mơ, và khi Đúng chúng ta thức rồi. dậy thì chúng ta buộc phải hết mơ. Mà nói chính xác hơn đó là khi mà chúng ta đang sống một giai đoạn trước thì chúng ta luôn có những cái ảo tưởng, luôn có những cái tưởng tượng, luôn có những cái mong đợi nào đó. Và cứ sau một cái giai đoạn mà chúng ta gọi là thức tỉnh đi thì chúng ta sẽ luôn phải bẻ gãy tất cả những cái ảo tưởng đó, tất cả những giấc mơ đó. Nhưng cái anh Long Châu nhấn mạnh đó chính là chúng ta không thể bẻ gãy trong tưởng tượng, không phải ngồi Đúng đó mà mong rồi. đợi rằng à là mình sẽ cảm thấy chấp nhận cuộc đời này hơn, mà là bạn sẽ phải đi, bạn phải va chạm, bạn phải bị đời nó tát cái sấp mặt lên bờ xuống ruộng rồi bạn mới có thể gọi là chấp nhận và phải đi tới tận cùng, đúng không ạ? Dạ Đúng rồi, rồi. hay quá đi. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một điều nữa, đó chính là sau khi mà chúng ta bẻ gãy những cái ảo tưởng đó thì theo anh á, thì chúng ta có cái cách hay là chúng ta có cái phương pháp để chúng ta có thể bẻ gãy nó ngoài cái việc là chúng ta phải làm, phải hành động hay không? Tại vì nhiều khi chúng ta làm, chúng ta hành động, cái chúng ta chạy theo cái làm, chạy theo cái hành động, cái chúng ta cuốn theo nó mất. Thì khi chúng ta tỉnh thức hay không, có nghĩa là chúng ta đã thức dậy mở mắt ra rồi. Nhưng nhiều khi chúng ta không biết, chúng ta vẫn còn đang nghĩ rằng là chúng ta đang mơ. Nhưng nhiều khi chúng ta đang mơ, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đã thức rồi. Vậy thì có cái cách gì ấy để mà, hoặc là cái dấu hiệu gì để mà chúng ta nhận ra rằng à không, chúng ta đã bước vào một giai đoạn mới rồi và chúng ta đã mở mắt ra rồi, chúng ta đã bước xuống giường rồi. Rồi nghe. Thì nếu như mình cứ nghĩ là, ví dụ như đơn giản là mình cứ tưởng tượng, mình cứ nghĩ là mình tốt đi, nhưng mà em đi ra em đi cãi lộn đi, người ta chửi vô mặt em mới chửi lại không? Thì chính những cái hành động đó nó mới thể hiện được mình là như thế nào. Nên là mọi người cứ nghĩ nó là mình sợ những cái hành động, những cái trải nghiệm, mà mình chỉ nghĩ là mình phải làm cái này làm cái kia. Mình học cái này học cái kia cho thật là nhiều vô, nhưng mà khi mà trải nghiệm, đến lúc trải nghiệm thì mọi người quên cái sự trải nghiệm đó đi. Thì đối với anh nghĩ đó là mình phải thực tế, mình phải dựa vào thực tế mới nói lên được cái điều đó là mình đang ở đâu và đang như thế nào. Có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào cái thực tế này, và dựa vào cái cảm xúc lúc đó, cái thái độ hành vi của chúng ta lúc đó, những cái trải nghiệm của chúng ta lúc đó, và chúng ta sẽ đánh giá lại cái những gì mà mình đã từng nghĩ, thì đó là một trong những dấu hiệu để chúng ta nhận ra là chúng ta đã tỉnh thức chưa, phải không ạ? Đó là cái cách nữa nghe, chứ còn dấu Cái hiệu cách để tỉnh thức chưa thì khó quá Tâm ơi. đó là cái cách, À đó là rồi, cái cách. anh nghĩ nếu như dấu hiệu em muốn tỉnh thức chưa hay không á, gọi là không phải là tỉnh thức tâm linh, thì em bắt đầu là em đi con đường mà em tìm hiểu những giá trị mà vô hình đi, gọi là tỉnh thức tâm linh. Nhưng mà em là người tỉnh thức hay chưa đó là em có sự soi xét. Soi xét, sự soi xét. Đúng rồi, có nghĩa là mình hay nghe là chánh niệm tỉnh giác đúng không? Dạ.
Và em phải thực hành cái này mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày luôn. Khi mà anh nhìn lại á, thì anh đã thực hành cái này hơn 10 năm rồi. Chứ không phải là đến cái giai đoạn mà mới thực hành gần đây á, thì anh mới thực hành đâu. Bởi vì anh đã từng học cái, đọc cái cuốn Sức Mạnh Của Hiện Tại. Cái cuốn đó rất là hay. Cái cuốn thứ hai đó là và những cái cuốn sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Và cái cuốn anh tâm đắc nhất đó là cuốn Giận. Bởi vì anh biết những cái điều anh tốt đẹp đến bao nhiêu, anh là một người tốt bụng, đúng không? Anh là một người không tham lam, nhưng mà anh có một cái cơn giận rất là lớn trong người anh nè. Anh rất là dễ nổi giận. Hồi đó nghe, trời ơi, anh kiểu như là ai mà làm gì không hủy, anh là anh đập đổ, anh phùng mang trợn mắt. Đến lúc mà anh đọc cuốn sách đó thì anh bắt đầu áp dụng. Thì anh làm đầu bếp, anh vẫn còn giận rất là nhiều. Nhưng mà từ từ mình vẫn phải áp dụng. Tới bây giờ thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Có nghĩa là mình luôn luôn soi xét cái việc mình phản ứng mỗi ngày. Khi mà mình bước ra đường là mình phải coi là mình nên phản ứng, mình chuẩn bị cái tâm thế là mình phải quan sát chính mình rồi đó. Có nghĩa là cái chìa khóa để mà chúng ta thức tỉnh, để chúng ta nhận ra chúng ta thức tỉnh, cái chìa khóa để chúng ta nhận ra chúng ta thức tỉnh là gọi là cái phương pháp đó. Thì đối với anh Long Châu đó là sự soi xét bản thân. Thì cái sự soi xét bản thân này thì em cũng đã từng nghe qua với một cái khái niệm khác, đó là phản quan cảnh tỉnh. Phản quan cảnh tỉnh có nghĩa là luôn luôn nhìn mình á, phản quan có nghĩa là nhìn lại mình á, và cảnh tỉnh bản thân mình trong từng giây từng phút. Như vậy thì bây giờ chúng ta lại đề cập tới một cái cụm từ mới, đó là chánh niệm và tỉnh giác. Vậy thì theo anh, cái sự thức tỉnh có phải là chánh niệm và tỉnh giác hay không, hay là cái trước cái sau, hay là như thế nào cái mối quan hệ của nó? Anh nghĩ chánh niệm tỉnh giác thì mình thực hành hoài cho nó tới đâu nó tới. Mình không có mong là mình sẽ khi nào mình sẽ tỉnh thức hay là một kết quả nào đó nó xảy ra, nhưng mà trong một quá trình rất là dài em mới thấy hiệu quả. Không thể nào mà mình cứ nghĩ là mình thực hành 1-2-3 ngày hoặc là 1 tháng 1 năm nó cũng chưa thể nào mà có cái kết quả liền đâu. Nó rất là nhỏ, nhưng mà theo 5 tháng nó sẽ có kết quả và nó đi suốt cuộc đời của mình. Mình tập cái đó như một thói quen để nó ăn vào người vậy đó, giống như là ăn vào người vậy đó. Đến một lúc là em nhường nhuyễn rồi thì em mới thấy cái hiệu quả được. Dạ, thì không biết nếu như thông qua cách trả lời của anh thì em đang hiểu rằng là khi mà chúng ta soi xét bản thân mình mỗi ngày, tạm gọi là chánh niệm và tỉnh giác đi, phản quan cảnh tỉnh chúng ta trong từng khoảnh khắc, thì là chúng ta đang chánh niệm và tỉnh giác. Thì đến một giai đoạn thì chúng ta sẽ chợt nhận ra một cái gì đó, giống như là cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà chúng ta bẻ gãy những ảo tưởng, có nghĩa là chúng ta thức tỉnh. Thì sau khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta lại tiếp tục chánh niệm và tỉnh giác, thì đến một cái giai đoạn nào đó chúng ta lại thức tỉnh tiếp tập 2. Không phải là cấp độ 1, cấp độ 2, cấp độ 3, mà đúng hơn là cái chuỗi dài của đời người chúng ta. Thì như mình nói lúc nãy, nó sẽ luôn có những giai đoạn, và những giai đoạn đó chúng ta ôm những giấc mơ, ôm những ảo tưởng nào đó, và chúng ta cứ tiếp tục bẻ gãy. Mà muốn cái lúc mà bẻ gãy thì chúng ta nói là chúng ta thức tỉnh ha, mà muốn bẻ gãy thì chúng ta phải phản quan cảnh tỉnh, phải soi xét bản thân mỗi ngày, có nghĩa là chúng ta đang ở trong nền tảng của sự thực hành chánh niệm mỗi ngày. Thì khi chúng ta chánh niệm, cứ chánh niệm như vậy, đến một ngày chúng ta vỡ ra, thì ra cái quan điểm này của mình là sai rồi, cái giá trị này mình theo đuổi là sai rồi, và cái việc mà chúng ta nhận ra nó sai rồi hay nó đúng rồi ấy, và chúng ta vững vàng hơn á, nó không phải đến từ một cái món quà nào của vũ trụ cả, mà nó đến từ cái việc chúng ta thực hành cái chánh niệm mỗi ngày, thực hành cái soi xét bản thân mỗi ngày. Em hiểu như vậy có đúng không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Và thực hành cái việc mà em lắng nghe và em tự hỏi. Em phải tự hỏi, em phải tự lắng nghe và tự hỏi với mình là cái điều gì mình trăn trở nhất, cái điều gì mình đang thắc mắc. Thì đến một ngày em sẽ nhận được cái câu hỏi đó, em sẽ kiếm được cái câu trả lời từ những cái điều khác nhau, từ mọi thứ, chứ không phải là tự nhiên trên trời nó rớt xuống đâu. Ví dụ như anh nói chuyện với em, anh vỡ lỡ được nhiều điều đúng không, hoặc là tự nhiên cái anh đang trăn trở cái điều gì đó, cái xong rồi cái anh ra đường anh gặp, hoặc là cái chuyện gì đến với anh mới ngộ ra được cái điều đó từ những cái trăn trở của anh. Vậy thì theo anh
theo quan niệm của anh em mình từ nãy tới giờ đi, theo cái cách mà anh em mình trao đổi về quan điểm về tỉnh thức này, rồi con đường dẫn đến sự tỉnh thức này, cũng giống như là cái mối liên hệ của nó với chánh niệm, với thức tỉnh tâm linh này, thì con người của chúng ta có nhất định phải tỉnh thức không? Có nghĩa là phải tự hỏi là tôi là ai, hay là rồi phải biết tới cái khái niệm tỉnh thức không, hay là phải biết tới con đường của tỉnh thức không, hay Rồi. là như thế nào? Rồi. Anh nghĩ là không cần đâu. Em đừng có quan tâm tỉnh thức hay là thức tỉnh gì hết á. Em lắng nghe trực giác của em, cái cảm nhận sâu lắng của em. Em mưu cầu cái điều gì? Có nghĩa Lắng nghe là trực. như có nghĩa là em thực sự là em suy tư về cuộc đời này, giống như là cái bước đầu tiên anh nói với em là em phải là có thức tỉnh tâm linh đã. Em làm trên em đã bước vào cái con đường thức tỉnh tâm linh rồi, em thích làm gì em làm, em thích theo con đường này em đeo, nhưng mà em phải bước vào cái con đường thức tỉnh tâm linh đã. Bởi vì ví dụ như là em chưa bước tới con đường thức tỉnh tâm linh thì em lúc nào em cũng lo em buôn bán, em hại người ta, em gian xảo để em kiếm tiền, em làm giàu, em tiêu xài như vậy, thì cái con đường em đã đi, con đường nó quá xa rồi. Cái đường đó là con đường gọi là con đường đau khổ đi, đúng không? Bởi vì là cứ trời ơi đi nghiện ngập này kia, xong rồi đánh lộ, ví dụ như vậy. Hoặc là đi buôn bán mà mình hại người này, bỏ thuốc độc rồi bỏ phẩm màu cho người ta ăn này kia rồi xịt thuốc, thì con đường nó quá sai rồi. Nhưng mà khi em đã bước vào con đường em tin vào tâm linh đó, thì cái con đường em đi á, em đã bước chân vào được rồi đó. Em cứ đi thôi, em đi sao cũng được hết đó. Hay Có quá. nghĩa là đó, em đã bước vào được rồi, thì lúc đó bắt đầu em sẽ được gửi tới những cái tín hiệu, và em sẽ được gửi tới những cái câu trả lời cho em. Em đi gặp ai, em gặp vị thầy nào cũng được, em theo pháp môn nào cũng được. Bởi vì anh chia sẻ với mọi người luôn là anh từng theo, là anh nghiên cứu về pháp Luân Công. Năm ngoái anh thấy pháp Luân Công rất là hay, anh mê lắm luôn, nhưng mà anh kiểu như là anh lười tập á. Bởi vì anh nói với em là ngồi thiền anh cũng không có lựa, anh ngồi bởi vì anh nghĩ là anh không muốn đạt được cái gì hết, nên anh không có nỗ lực để mà anh tập. Kể cả ngồi thiền đó là anh đã sống hạnh phúc và cuộc đời của anh nó nhẹ nhàng rồi, thì thiền giúp anh để làm cái gì? Anh nghe thầy nói là ngồi thiền để sống tỉnh thức và để sống hạnh phúc, thì anh đã tỉnh thức, anh sống rất là chánh niệm mỗi ngày rồi, anh đã hạnh phúc rồi, thì tại sao anh phải ngồi thiền? Vì lúc đó anh không biết được cái thiền tập nó sẽ giúp anh, lúc đó anh chưa cần. Nhưng mà đến một giai đoạn mới đây thì anh tìm hiểu thiền Vipassana, thì ví dụ như là anh học được là ngồi thiền, thì mình sẽ có những cái thấm sâu trong người mình, những cái nghiệp, những cái gì đó nó sẽ trỗi dậy, thì mình đón nhận, thì anh phải ngồi, thì anh mới có động lực, anh mới có mục tiêu để ngồi, thì anh mới ngồi thiền. Ngồi theo kiểu Vipassana chứ không phải là ngồi thiền để thư giãn, vì anh không cần thư giãn, bởi vì cuộc đời của anh đâu có áp lực, anh đâu có lo lắng gì đâu, mình thư giãn, đúng không? Thì đó, thì đến đến cái giai đoạn nào đó anh cần cái gì đó thì người ta, thì vũ trụ nó sẽ cho mình cái công cụ nó phù hợp, nó có sẵn rồi. Nói chung là cái con đường mà đi tu tập ấy, nó có sẵn, nó sắp cho em rồi. Em chỉ cần em tới đâu là em bước tới đó, là em có cái bậc thang cho mình cầm vô. Có nghĩa là khi mà chúng ta tạm dùng từ là thức tỉnh tâm linh đi, có nghĩa là chúng ta bắt đầu quan tâm tới cái việc chúng ta sống trong cuộc đời này như thế nào, có hại ai hay không, hay nói hơn là bắt đầu chúng ta ý thức tới cái đạo đức đó. Chúng ta thức tỉnh tâm linh, nhưng mà nói một cách đơn giản và dễ hiểu đối với ngôn ngữ cuộc sống đó, thì là chúng ta bắt đầu ý thức đến cái vấn đề đạo đức và không đạo đức trong cuộc đời, là giới đó. Thì Rồi nói đúng theo rồi ngôn ngữ đó. Vipassana thì đó là giới đó. Thì khi mà chúng ta có giới rồi thì chúng ta cứ tiếp tục đi thôi. Chúng ta đi đâu cũng được, làm gì cũng được, bởi vì cách gì chúng ta cũng sẽ có một ngày chúng ta cũng sẽ quay trở về La Mã, và Đúng chúng rồi. ta sẽ tỉnh thức hay là chúng ta như thế nào đó, thì nó sẽ là một cái câu chuyện của sau này. Và đừng có quan tâm gì tới những cái đó cả, đừng có hoài vọng và đừng có mong đợi rằng tôi phải tỉnh thức để tôi sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, để tôi có những cái trải nghiệm về cái việc chấp nhận cuộc đời này, yêu thương mọi người. Không cần tất cả những cái đó, bởi vì trong cái quá trình bạn đi á, bạn cứ trải nghiệm thì bạn cũng sẽ có được những cái đó, và bạn không thể mong đợi. Ví dụ như anh Long Châu kể rằng là cái giai đoạn mà anh cảm thấy anh không thích ngồi thiền thì anh cũng đã thức tỉnh tâm linh rồi, nhưng mà cái giai đoạn anh không thích ngồi thiền thì anh không ngồi thôi, cho đến cái giai đoạn mà anh cảm thấy là anh
thích ngồi, thì đó là nó đã đến cái thời điểm thích hợp để ngồi, và anh có cái mục tiêu mới trong cái giai đoạn đó. À, chỉ đơn giản vậy thôi, phải không Đúng ạ? rồi, đúng rồi. Mà cái mục tiêu anh rất là tỉnh nghe. Có nghĩa là nó không có gì gọi là, kể cả khi ngồi thiền đi, anh không gì là bay bổng mơ hồ gì hết, rất là tỉnh, rất là mệt, nhưng mà anh vẫn phải ngồi, anh không mong chờ cái điều gì đó nó vi diệu. Mà anh vẫn ngồi, bởi vì anh nghĩ là anh cần phải ngồi vậy thôi để anh tập luyện, đó là một cái phương pháp để mình tập luyện nữa. Chứ không phải là có cái gì đó huyền diệu hết đó. Dạ, vậy thì trở lại với cái câu hỏi mà em vừa hỏi gần đây nhất, đó là mỗi người chúng ta có cần phải biết tới những cụm từ tỉnh thức, hay là phải biết tới cái cảm giác này, cảm giác kia để có thể chấp nhận mọi người, để có thể gọi là sống một cách bình yên, à, mà mọi người hay nói bây giờ là cái cảm giác của cái không mong cầu, và cảm giác nó gọi là nội tại an bình sâu lắng gì đó này nọ, thì không cần, chỉ cần chúng ta ý thức về giới, chúng ta ý thức về đạo đức, chúng ta ý thức về, chúng ta thức tỉnh về mặt tâm linh, để chúng ta biết về cái con đường tâm linh thì chúng ta cứ tiếp tục đi thôi. Và mình cảm thấy là có rất là nhiều bằng chứng, bạn bè xung quanh của mình họ không hề đọc sách, họ không hề biết tới những cụm từ như là phải tỉnh thức hay là chánh niệm, nhưng họ sống trong cuộc đời này và họ biết rằng là họ phải có đạo đức. Họ thường hay quan sát thử là cái hành động đó của họ có hại ai hay không, có hại người này người kia hay không, và sau đó thì họ soi xét bản thân họ mỗi ngày, và họ thấy cái này không được rồi, cái kia không được rồi, thì họ thay đổi rồi họ sống thôi, và họ vui vẻ thôi, và cuộc đời của họ cũng rất là vui vẻ và hạnh phúc. Và đây là cái căn nhà của cái người bạn đó của mình, thì họ cứ yêu thiên nhiên như thế này, họ trồng cây như thế này, rồi họ sống như thế này, mặc dù họ cũng chỉ mới học lớp 6, lớp 7 thôi, và họ cũng chẳng có đọc sách hay là hiểu cái này cái kia hay là gì gì hết trơn á, cũng không có đi trải nghiệm thiền hay gì hết, nhưng họ vẫn đang phản quang cảnh tỉnh mỗi ngày, và họ vẫn đang tự hỏi là mình có làm đúng không, có đúng đạo đức không, có hại ai hay không. Thì đó chính là cái chìa khóa và cái cây quạt nền tảng cơ bản nhất cho mỗi người chúng ta trong cuộc đời này. Cho nên đừng quan điểm tỉnh thức là một cái gì đó nó xa xôi, nó hay là nó là một món quà về mặt cảm giác. Bạn có thể rất đau khổ, nhưng ngày nào bạn còn phản quang cảnh tỉnh mình, ngày nào bạn còn ý thức về giới, thì ngày đó bạn vẫn đang tỉnh thức, chứ không phải là bạn phải chờ đợi cái cảm giác an bình sâu lắng nội tâm gì đó thì bạn mới là đang tỉnh thức. À, không biết là em chốt hết rồi, nãy giờ chúng ta trò chuyện như vậy có đúng không anh ha? Anh có bổ sung thêm hay là giải thích thêm về cái này không ạ? À? Cái tốt này của em đó. Anh thêm một chút xíu nữa thôi, Dạ. là mình phải sống thật. Sống thật. Sống thật. Có nghĩa À, là ví dụ mình cụ thể. sống thật, có nghĩa là sống thực tại là một chuyện rồi. Có nghĩa là bây giờ với mặt internet, Facebook, với lại phim ảnh hoặc là YouTube, mọi người sống bằng cái tưởng tượng là chính. Nghĩa là cứ sống, cái não của mình nó hoạt động, nhưng mà cái người của mình nó không có thực sự là sống theo cái kiểu thực tế á. Nên là cái đó nó làm giống như mọi người cứ coi là lên mạng coi người ta viết cái gì, viết cái gì, viết cái gì, và thấy cái đó là quan trọng, trong khi ra ngoài đời thực thì mình không có để ý những cái hành xử của mình, hoặc là mình không có để ý những cái mà công việc của mình làm như thế nào. Mình phải trung thực với chính mình nữa, trung thực với chính mình. Có nghĩa là sống thật là trung thực với chính mình, tự hỏi mình là mình làm như vậy đã đúng chưa, mình làm như vậy mình thấy cái hạnh phúc hay không, mình làm như vậy mình có thấy cái gì mà mình khó chịu trong người hay không, mình có gây tổn hại cho người ta hay không. Mình phải tự hỏi những cái đó và mình trung thực với chính mình. Đó đó là những cái mà mọi người nên thực tập rồi. Và mình đọc nhiều, mình học nhiều, nhưng mà mình nên chắt lọc lại những cái tinh túy nhất và mình thực hành. Tất cả mọi thứ đều phải thực hành và thực hành nha mọi người. Thực hành bằng cách nào cũng được hết, nhưng mà phải thực hành. Chứ không thể nào mà ngồi suốt ngày cứ coi người ta nói về tỉnh thức là mình tỉnh thức, không có đâu. Anh chỉ coi những ai nói về tỉnh thức mà đưa ra cái con đường anh mới coi. Chứ coi người ta đang ăn, người ta khen ngon, coi làm gì mấy đứa nhỏ bây giờ nó thích coi người ta ăn á, video ăn đó em. Thì suốt ngày cứ coi người ta ăn để cho mình thích, để làm gì trong khi mình không được ăn. Thì đừng cứ coi mấy cái đó, hoặc là mình làm để mình ăn luôn đi, hoặc là đừng có coi mấy cái đó, coi người ta ăn thèm thèm thêm được cái gì.
Có nghĩa là coi người ta dạy cách ăn là dạy cách nấu ăn thì mình để biết cách mình nấu mình ăn, chứ còn coi ăn không thì làm gì, hoặc là nói về tỉnh thức không thì cũng là nói cho chơi ngay cho vui thôi, chứ cũng không có gì liên quan tới mình. Nên là mình phải hỏi là con đường nào giúp tôi tỉnh thức, thì con đường nào là các vị giác ngộ, các bậc thầy sư viên minh cũng đã nói rồi đúng không, sư viên minh nè, rồi các vị thiền sư, các khóa thiền Vipassana, người ta đã nói, người ta đã chỉ rồi, phải có cái cách đó thôi. Và thầy Minh Niệm hay là thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã chỉ những cái con đường đó rồi, mình nghe các vị đó mình thực tập thôi, chứ đừng có nghe miên miên lăng mang, hoặc là nhiều vị thầy khác, mỗi người sẽ có một vị thầy, nhưng mà hãy nghe vị thầy của mình và thực hành đúng theo vị thầy của mình, chứ còn nghe nói nhiều cũng chẳng làm gì được hết. Ủa của Salatam sao không nghe? Lúc em đang nghe anh nói cái... Rồi em nói lại đi. Dạ, vậy là chúng ta có một cái một cái gọi là một cái còn còn chi tiết hơn nữa và còn thực tế hơn nữa, đó là chúng ta phải sống thật. Chúng ta phải sống thật, giống như là chúng ta phải nấu ăn thì chúng ta mới biết là ăn ngon hay là dở vậy đó. Vậy thì bây giờ anh có thể kể một cái trải nghiệm nào đó mà nó liên quan chặt chẽ tới cái công việc nấu ăn của anh. Và cái đúng sự tỉnh thức, rồi. Một cái dấu hiệu, một cái câu chuyện để minh họa điển hình luôn. Rồi, ví dụ minh họa điển hình đúng không? Dạ. Tại sao anh nấu ăn ngon và anh có thể làm được đầu bếp? Bởi vì từ năm lớp 5 anh đã bắt đầu nấu ăn. Có nghĩa là nhà anh, ba anh đi làm vậy, má anh đi chợ, anh phải nấu ăn. Và lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 là anh buổi trưa anh nấu ăn, anh đem cơm trưa cho người làm ở dưới rẫy á. Có nghĩa là anh thực hành điều đó từ hồi nhỏ rồi, nhưng mà anh không nghĩ đó là một cái nghề. Anh cứ nấu như vậy đến lúc mà anh đi học đại học, anh vẫn nấu ăn. Đến lúc anh đi làm á, anh làm công ty bất động sản á, thì được cái là buổi trưa làm có một cái văn phòng để mọi người nhà bếp, để mọi người cùng vô ăn trưa. Thì anh hay làm kim chi, anh hay kho thịt, anh đem cho mọi người ăn. Thì đến một ngày chị sếp của anh á, nói trời ơi em, Long em nấu ăn ngon quá đi, em nấu ngon hơn đầu bếp luôn. Thì đến một ngày á, là khi mà anh quyết định nghỉ làm bất động sản đó, đến cái hôm đó là ông sếp của anh, ông kêu anh lên, ông nói là tao chúc mừng mày, ông sếp người Úc, mày được thăng chức, bởi vì là mày là hồi đó là sale, man sale, anh là sale đúng không, thì anh được thăng chức lên senior sale. Thì ông nói là chúc mừng mày nha, mày được senior sale rồi. Bây giờ nhưng mà cái team sale của mày chỉ còn mình anh trụ lại thôi. Lúc đó thời kỳ bất động sản nó xuống tới đáy rồi, có nghĩa là không ai muốn làm hết, chỉ có mình anh thôi. Thì ông nói là bây giờ mày muốn qua cái team nào cũng được hết, mày qua team cho thuê cũng được. Tới cái ngày ông nói như vậy thì anh nói luôn tao cảm ơn, nhưng mà tao không muốn làm nữa, tao muốn làm đầu bếp. Anh nghỉ luôn, anh nói ông là tôi nghỉ luôn á. Thì lúc đó thì anh mới quyết định là anh nghỉ đến làm đầu bếp. Thì có nghĩa là tại sao anh muốn làm đầu bếp, bởi vì là anh có một cái năng khiếu rồi. Và sau đó thì anh thấy một cái đam mê nữa, lúc đó anh nghĩ nó là thôi sửa hình nhìn tiền rồi, thì lúc đó thì anh mới nói là thôi anh bây giờ anh làm đầu bếp, thì anh mới đi làm đầu bếp. Cái tiến trình rất là dài, nó không phải là tự nhiên cái anh nấu ăn giỏi đâu, đó là đam mê, rồi nó là thực tập nữa, và đến bây giờ đúng không. Và giống như bây giờ anh không nghĩ là nấu ăn giỏi, nhưng mà bạn bè của anh nói đấy chứ, ủa anh nấu ăn nhưng anh không nấu, em hiểu không? Có nghĩa là cả chị của anh cũng vậy, chứ sáu thay sau cháu anh cũng vậy, nó xuống nhà nó chơi thì thấy anh quơ là anh nấu ăn xong rồi đó, nó còn tưng à, thì nó là như vậy. Bởi vì anh đã làm nhà hàng rồi, anh đã làm tùm lum tá la thứ rồi, thì đến một lúc nó đi vào trong máu của anh rồi thì anh làm mọi thứ nó gọn cân à, cắn nào hết. Có nghĩa là nếu mà chúng ta sống trong cuộc đời mà chúng ta muốn cái cảm giác nó rất là nhẹ nhàng, nó cảm giác rất là bình yên, cái cảm giác giống như là mọi người hay nói về sự tỉnh thức á, thì nó không phải là khi không mà có, mà nó phải ra qua một cái quá trình mà có thể là bạn bị cuộc đời ép buộc để bạn thực hành một cái điều gì đó, bạn phải làm một cái điều gì đó, hoặc là vì cái năng khiếu, xong rồi bạn thực hành nó nhuần nhuyễn đến mức độ mà bạn làm mọi thứ nó gọn trơn. Thì có nghĩa là bạn thực hành đến một mức độ bạn sống nó gọn trơn vậy đó, bạn đối nhân xử thế nó gọn trơn vậy đó. Thì cũng giống như là ông Châu nói rằng là anh nấu ăn riết mà đến nỗi bây giờ anh vô bếp là anh làm là xong, nhìn nó không có bất cứ một cái gì hết, và nó cũng không có nặng nề, không có gì hết.
Thì cái cách chúng ta sống trong cuộc đời cũng vậy, nếu mà chúng ta muốn cái trải nghiệm mà mọi người hay đang nhắc đến về từ tỉnh thức á, thì thật ra nó không phải khi không mà có, à, nó là cả một cái hành trình dài của cái sự thực hành rèn luyện cho đến một mức độ nhuần nhuyễn mà dân tâm lý tụi em hay dùng từ là kỹ xảo đó, thì không còn là Đúng kỹ năng rồi. nữa mà nó đến một cái mức độ thành kỹ xảo, thì lúc đó chúng ta có. Cho nên cái sự thức tỉnh không phải là đi đường vấp cục đá giống như mọi người hay nói ha. Còn chúng ta không đề cập tới cái khái niệm giác ngộ hay là đốn ngộ, tại vì chúng ta sẽ không bao giờ đủ cái khả năng khi chúng ta còn là con người bình thường mà chúng ta bảo rằng chúng ta dấp đá, chúng ta đốn ngộ xong chúng ta tỉnh thức, chúng ta có cái cảm giác đó, không bao giờ có được như vậy, trừ những cái không mà mình thấy cũng không có, bởi vì những bậc thiền sư ví dụ như ngài Janta Amaro trong cái quyển Trái Tim Không ấy, thì ngài cũng phải thực hành bao nhiêu năm trời sống với xác chết này nọ để có được một cái cách sống gọi là nó ung dung tự tại như thế. Chứ còn bây giờ mình thấy nhiều nhiều nghệ sĩ, nhiều người nói rằng họ đã tỉnh thức và họ đang sống rất là ung dung với cuộc đời, họ thoải mái, họ không có còn những cái này cái kia rồi nữa, thì thật sự là mình cảm thấy mình không không tin lắm, chỉ đơn giản là khác, đó là quan điểm của mình thôi. Rồi em nghĩ là em còn một câu cuối cùng nữa, tại vì em có cảm giác là nó vẫn chưa đủ, nó còn một cái cuối cùng nữa trước khi chuyển qua cái phần cho các bạn đặt câu hỏi. À đúng rồi, có rất là nhiều bạn chia sẻ và đặt câu hỏi về sự bình tâm, có nghĩa là các bạn đến với cái talk show ngày hôm nay của anh em mình á là mục đích á, là một vài bạn nói rằng là muốn nghe cái hành trình chuyển hóa tâm của em. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ không đề cập tới hành trình chuyển hóa của Sala đâu, mà chúng ta sẽ đề cập tới khách mời thôi. Một ngày nào đó đủ duyên Sala là khách mời của một người nào đó thì Sala mới kể về Sala. Thì mọi người muốn nghe cái hành trình chuyển hóa của mình nè, thì mình xin phép từ chối nè. Rồi hành trình chuyển hóa của anh Long thì anh Long đã kể rồi nè. Rồi mọi người còn có hai câu hỏi quan trọng là khi anh về vườn rồi ấy, thì anh có khi nào muốn quay trở lại không? Thì câu này em nghĩ nó liên quan tới sự tỉnh thức, cho nên em hy vọng là anh có thể trả lời cho bạn. Bởi vì nếu như mà anh có quá nhiều cái giai đoạn anh chợt nhận ra anh bẻ gãy những ảo tưởng như vậy, anh về vườn rồi, vậy thì có khi nào anh lại muốn quay trở lại cuộc sống, rồi anh lại cảm thấy rằng là à, cái quyết định về vườn này của mình này là nó không còn phù hợp nữa hay không, hay là bất cứ một cái gì đó xung quanh cái chuyện này? Rồi, bởi vì thật ra đó, bởi vì anh là một con người rất là tỉnh nên anh đã quyết định là những cái gì anh bỏ hết, quá khứ của anh là anh bỏ hết, có nghĩa là anh đã quyết định anh về vườn đúng không? Thì ví dụ như là mà những cái gì mà cơ hội ở Sài Gòn là anh bỏ hết, anh từ chối hết. Thứ nhất là ở một cái là anh biết cái con đường này mình đi là chính xác và nó phù hợp, và anh sống với cái điều ở vườn mỗi ngày mỗi ngày. Chính cái sự sống quanh mỗi ngày nó kết nối anh với cái vườn, với cuộc sống ở thôn quê, với cuộc sống ở nhà quê. Và cái sự kết nối đó nó mạnh hơn cái việc mà anh phải lưu luyến một cái cuộc đời nào khác. Em Nên hình dung là rồi. đúng rồi, nên là kể cả sau khi anh về vườn á, thì những cái năm đầu tiên đó là anh còn dự án, là lúc đó là anh vẫn muốn có thêm thu nhập, thì dĩ nhiên rồi mình vẫn còn cái gì đó vương vấn và dính líu, bởi vì anh cắt cây ruột từ đầu bếp á, thì anh có dự án là xuất bản sách nè, rồi anh đi nói chuyện nè, thì năm đầu và năm thứ hai, năm thứ ba là anh bắt đầu từ chối, và năm năm ngoái là anh từ chối nhưng mà cũng hơi uổng, nhưng mà thôi kệ, nhưng mà đến năm vừa rồi là anh từ chối thẳng luôn. Anh quyết định là năm này là anh không dính líu gì tới truyền thông hay là về các dự án ở thành phố nữa hết, là anh từ chối thẳng thừng luôn á, là không còn dính líu luôn. Có nghĩa là khi mà anh quyết định là anh đi tu đi, là anh nghỉ việc cái rụp, anh cho cái rụp, anh trả nhà, anh bán xe và anh cho tất cả mọi thứ luôn. Anh viết cái bài của anh là anh không còn cái gì trong người luôn, là anh đã quyết định và anh không tiếc. Có nghĩa Có nghĩa là là anh nói gì còn à, thở còn gỡ, còn thở là còn gỡ em à? có cái gì thì em bỏ hết đi, thì cái bản chất em độc lại cái gì đó là em, và đó là cái gì đó là của mình. À em hình dung rồi. Cái này thì em không biết là nó có em có giống anh hay không, bởi vì cái giai đoạn mà em quyết định đi tìm lại cái con người của mình á, khi mà giai đoạn em bị stress và trầm cảm á, thì cái giai đoạn đó là em cũng bán nhà, em cũng bán xe chứ không có nhà để bán. Em cũng bán xe, em cũng cho hết tất cả quần áo mà đi làm, áo dài, đồ vest rồi là cho hết, nói chung là chỉ giữ lại là
vài bộ đồ mặc ở bình thường rồi một vài bộ để mặc đi chùa, và sau đó xách cái ba lô lên là đi, và còn cắt hết tất cả mọi số điện thoại, chỉ để mình lúc đó em đi thì ba mẹ em sẽ cản, cho nên là em đã quyết định là để lại một cái lá thư cho ba mẹ thôi, và nói rằng là cứ khoảng 2 tuần là con sẽ tự động gọi về, còn nếu như con không gọi về thì chắc chắn sẽ có người gọi về cho bố mẹ, cho nên là không cần phải quan tâm, không cần phải lo lắng gì cả, yên tâm là con sẽ luôn liên liên lạc về, nhưng đừng có muốn biết con đang ở đâu và làm gì, thì em đi luôn. Có nghĩa là lúc đó em cũng mang một tâm thế rằng là mình không cho mình con đường lui để mà mình có thể dính líu nữa, mà mình muốn sống trọn vẹn với cái quyết định của mình, thì nó có na ná như của anh không ạ? Nghĩa là mình tin rằng là còn thở còn gỡ, cho nên khi mình đã đưa ra một cái quyết định đó rồi thì mình muốn sống chết với cái quyết định đó, chứ không phải là mình băn khoăn hay lăn tăn, mặc dù mình cũng là một con người cho nên sẽ có những lúc mình băn khoăn và lăn tăn, nhưng mà để cho mình không bị kéo ngược trở lại, mà mình gọi là dấn thân hoàn toàn vào cái quyết định của mình á, thì mình sẽ phải làm sao đó cho nó quyết liệt, và mình tin Đúng rằng là rồi. còn thở còn gỡ thôi. Mọi người muốn có một sự chuyển hóa, mọi người phải thay đổi. Có nghĩa là mình trăn trở một cái điều gì đó, muốn thay đổi, muốn đạt được gì đó, muốn thay đổi cái gì đó trong chính mình nè. Là mọi người phải có một sự thay đổi quyết liệt, hoặc là mọi người tự ý thay đổi đi. Ví dụ như tự nhiên mình đi gieo duyên khóa 10 ngày đúng không? Hoặc là tự nhiên mình đi xuất gia gieo duyên 1 tháng, 2, 3 tháng đi. Mọi người phải có một cái sự thay đổi thì nó mới có sự chuyển hóa thực sự. Nếu như cuộc đời mọi người nói là à, tôi hạnh phúc rồi, tôi không cần chuyển đổi thì không sao hết, tôi không cần thay đổi không sao hết. Nhưng mà đến một lúc mọi người bắt buộc mọi người dồn vào cái thế là tôi mình phải thay đổi, mọi người thay đổi đi. Nghĩa là mình nếu mà mình đang hạnh phúc thì mình cứ hạnh phúc đi, còn nếu mà mình cảm thấy rằng là mình muốn thay đổi thì phải quyết liệt vào, đừng Đúng có rồi. lằng bà Quyết định nhằng. đi, bởi vì việc không yêu đúng không? Chia tay. Không yêu chia tay đi. Chia tay xong yêu thì quay lại, còn chia tay không yêu nữa thì thôi, có người yêu mới thì có gì đâu, đúng không? Dạ, em hình dung Phải rồi, quyết em hiểu liệt. rồi, phải quyết liệt. Mọi người phải Còn nếu quyết như liệt, có không nghĩa là quyết mọi người phải có một cái sự quyết liệt trong người này, phải rèn luyện, phải dũng cảm lên. còn nếu như không quyết liệt được thì thôi cứ kệ đi, cứ 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 yêu đi, cứ cứ khổ tiếp đi, rồi từ từ quyết liệt sau cũng Khổ được. tiếp đi, uổng thôi, nhưng mà khổ tiếp, nhưng mà thực ra nó đó là một cái sự chín mùi, có nghĩa là thay đổi về lượng thì thay đổi về chất thôi. Mọi người chưa quyết định được là bởi vì cuộc đời mọi người nó vẫn còn chưa đủ cái chất để mà mọi người thay đổi, không sao hết. Dạ, nó cũng giống như là mặc dù anh nấu ăn rất là lâu rồi và anh nấu ăn rất là ngon rồi, nhưng anh chưa hề nghĩ tới cái chuyện anh trở thành đầu bếp cho đến cái lúc mà nó chín mùi nhất. Đúng rồi. Dạ. Có một bạn hỏi là làm sao biết mình đang đúng đường hay ảo tưởng vậy ạ? Anh nghĩ sao Mọi ạ? người có thể hiểu hỏi mình nè, mình có điều gì để lo lắng hay không, mình sợ điều gì không? Nếu như không lo không sợ thì là chắc là đúng đường rồi đó, bởi vì con đường này là con đường không có phiền não gì, mà mình đâu sợ gì nữa đâu. Vì hồi trước đây anh từng sợ chết, anh phải tìm hiểu về cái chết, mà khi em biết là chết không phải là hết mà là tái sinh là anh đã mừng rồi nghe. Có nghĩa là chết không phải là hết mà tái sinh là anh mừng, là anh không sợ chết nữa, bởi vì là ủa chết còn cơ hội mình sống nhiều đời nhiều kiếp mà sao mình phải sợ, anh không sợ chết nữa Dạ, đó. có nghĩa là làm sao biết mình đang đúng đường hay ảo tưởng vậy ạ? À? Bây giờ là 9 giờ đúng. Mình xin trả lời câu hỏi này cùng với ý của anh Long Châu một cách khá là ngắn gọn để nhường 15 phút cuối cùng lại cho các bạn đặt câu hỏi. Làm sao để biết mình đúng đường hay ảo tưởng? Thì cũng giống như anh Long Châu trả lời á, thì bạn phải coi thử là bạn còn những cái lo lắng, những cái băn khoăn, những sợ hãi nào không. Nếu như bạn còn nhưng mà bạn vẫn quyết định đi, thì nó là một phần bạn phải trải qua. Giống như cái hành trình mình đến với Tarot á, mình có chia sẻ trong một cái buổi livestream hình như năm ngoái hay sao á, thì nó cũng là một động lực rất lớn từ cái việc anh Long Châu ảnh ủng hộ mình, gọi là anh đá vào mông mình để cho mình phải làm cái điều đó. Mình vẫn có rất là nhiều nỗi sợ đối với cái hành trình Tarot này, bởi vì mình là một con người thuần khoa học, rất là thích khoa học, và mình đi theo tâm linh, theo cái tâm linh thực tế chứ không phải là cái tâm linh ảo tưởng hay là mê tín, cho nên là Tarot á, thì nó hay bị nhập nhằng với bói toán, cho nên là lúc đó mình vẫn rất là sợ hãi, nhưng mà mình vẫn quyết định là mình đi, thì khi đó mình nghĩ là mình đi đúng đường. Bởi vì sao? Sợ nhưng mình vẫn cảm thấy mình muốn dấn thân, mình muốn khám phá, thì đó là khi chúng ta biết chúng ta đúng đường. Mà nếu như thật ra nếu như chúng ta đi một thời gian rồi mà nó là ảo tưởng á, thì đến lúc đó nó đã không còn phù hợp nữa, thì chúng ta bẻ gãy nó, bẻ gãy cái ảo tưởng đó thì nó vẫn trở thành đúng đường. Các bạn hình dung không ạ? Là chúng ta sẽ không chắc
cái giai đoạn đó chúng ta là đúng đó, nhưng đến một cái thời điểm nó thích hợp hơn thì cái đúng đó nó đã không còn là đúng nữa, mà nó trở thành một cái ảo tưởng, thì chúng ta bẻ gãy nó thôi, bẻ gãy nó và chúng ta lại tiếp tục đi. Và khi chúng ta đi mà chúng ta vẫn muốn dấn thân, vẫn muốn học hỏi, vẫn muốn khám phá bản thân, vẫn muốn làm cái này cái kia để trưởng thành hơn, để cái linh hồn chúng ta trưởng thành hơn, là chúng ta đang đi đúng đường, chứ không phải là chúng ta đang đem cái chữ đúng ở đây à là tôi không phải làm sai. Không phải, nếu như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ biết được đâu đúng đâu sai trong cuộc đời này cả ha. Đó là câu hỏi mà mình nghĩ rằng là mình chốt lại với câu trả lời của anh Long Châu. Và câu thứ hai là làm sao để vượt qua nỗi sợ đau. Em có một cái trải nghiệm em kể cho anh Long Châu và các bạn cùng nghe luôn, là cách đây mấy hôm á, là do gia đình mình có một người thân bị bệnh, cho nên á, là cái cuộc sống và sinh hoạt của mình đảo lộn rất là nhiều, và mình nó rất là nhiều sự kiện xảy ra, cho nên mình phát nguyện là mình sám lạy sám hối. Thì không hiểu là bình thường á, là mình sẽ lạy sám hối vào buổi sáng hoặc buổi chiều, nhưng mình không hiểu là tại sao mấy ngày hôm đó mình lại luôn có cái xu hướng là sám hối khuya, là cứ tầm 11 giờ rưỡi hoặc 12 giờ kém mình mới bắt đầu sám hối. Và cái có một cái ngày mà tự nhiên lúc mà mình đứng mình sám hối á, thì ở ngoài sau lưng mình có một cái cánh cửa, và ở bên hông mình thì lại là một cánh cửa sổ, còn sau lưng mình nó lại là một cái cửa 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 cái gác cái lầu á, thì nó có một cái cửa gọi là cửa sân bằng, ở quê mình thì gọi là cửa sân bằng, nhưng mà chắc là mọi người gọi là cửa sân thượng. Thì ở bên hông mình lại có một cửa sổ. Thì cách đây có mấy hôm thôi, thì khi mà mình lại sám hối 12 giờ kém mình mới bắt đầu ra lạy, thì tự nhiên trong lòng mình dâng lên một nỗi sợ. Cái sợ này nó rất là kinh khủng. Và tự nhiên cái lúc mà mình quỳ lạy xuống xong mình đứng dậy thì mình có cảm giác là rất là nhiều ma quỷ xung quanh mình, và đang một cách rất là kinh khủng, đó là họ đang le lưỡi ra để bắt đầu quấn cái cổ của mình. Và lúc đó thì toàn thân mình là rung lên bần bật luôn, và mình có cảm giác rằng là có một cái gì đó rất là kỳ lạ đang diễn ra ở đây. Và lúc đó mình nghĩ rằng như thế này nè: Sala, mày đang rất là sợ, mày đang cực kỳ sợ, vậy thì mày sợ cái gì vậy? Mày sợ cái gì vậy? Mày sợ chết hay là mày sợ bị người ta hù, hay mày sợ cái gì vậy? Thì mình tiếp tục hỏi là có cái gì để sợ không. Mình cứ hỏi như thế, mình cứ đứng yên chứ mình không lạy không gì nha, mình cứ đứng yên như thế, mình hỏi 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 cho đến lúc mà bắt đầu mình hít thở thật là sâu nhiều lần rồi á, thì mình cúi xuống mình lạy một lần nữa. Thì khoảng chắc cũng phải là mười mấy 20 cái lạy tiếp theo sau đó, mình vẫn ở trong trạng thái sợ như vậy, nhưng mà mình vẫn tiếp tục. Thì đó là cách để bạn vượt qua nỗi sợ, bạn vượt qua nỗi đau, bạn vượt qua nỗi sợ và bạn vượt qua nỗi đau. Nhưng cái hành trình, cái điểm đó của mình á, nó đã trải qua rất là nhiều cái thử trước đó rồi, là rất là nhiều cái thử thách khi mà mình ở trong rừng thiền nè, mình đi dự án đêm ở trong rừng nè, và mình bị lạc ở trong rừng nè, rồi có nghĩa là mình trải qua rất rất nhiều thử thách để mà đến cái ngày hôm đó mình mới đối diện được, chứ còn nếu không mình sẽ đóng cửa và chạy đi ngủ. Cho nên mình khuyên các bạn rằng là khi các bạn nghe bất kỳ một trải nghiệm nào của ai hay là cái gì, hoặc là làm cách nào để các bạn vượt qua được nỗi sợ, thì các bạn phải vượt qua nó từng chút từng chút từng chút theo cái thời gian, đến một cái lúc nó chín mùi thì bạn sẽ vượt qua được hẳn. Giống như mình, cái ngày hôm đó của mình là ngày chín mùi hẳn, và cuối cùng luôn là mình thực hành cho đến xong cái số lần lạy của mình, xong hết rồi là mình đứng dậy mình đi vô, và bây giờ là hầu như là mình ra nửa đêm mình lại mình không sợ gì nữa cả. Thì đó là cái thời điểm chín mùi của mình không phải được một lần mà như vậy đâu. Thì như anh Long Châu anh kể đó, cái hành trình của anh rất là dài, và để anh về vườn được như ngày hôm nay, anh sống vui được như ngày hôm nay, nó không phải là anh đi đường anh vấp cục đá anh tỉnh thức gì cả, mà nó là cả một cái hành trình bẻ gãy những ảo tưởng, vượt qua từng chút những cái băn khoăn, những cái tự hỏi, những cái vấn đề của bản thân, để rồi anh cứ được trả lời trong từng cái thực tiễn của cuộc sống, trả lời trả lời trả lời, đến một ngày anh cảm thấy rằng ok, anh muốn đi cái con đường đó, anh quyết định cái điều đó. Và đó là lúc mà anh vượt qua được nỗi sợ, và anh vượt qua được cảm giác đau, đau nơi thân hoặc đau nơi tâm, cái cảm giác bố bệnh, bố mắc như thế nào. À, nó cũng là một cái hành trình để anh vượt qua, và anh tin rằng còn thở là còn gỡ. Đó. Chắc là bây giờ em sẽ nhường cái phần đặt câu hỏi lại cho mọi người, và chúng ta sẽ có 10, 10, mình nói là mình nói ngắn gọn, cuối cùng mình quốc hình như 5-10 phút vậy, bây giờ 9 giờ 10 luôn rồi. Anh ơi, anh Long Châu ơi, có một bạn hỏi là: Vậy tỉnh thức có phải mỗi lần mình nhìn thấy cảm xúc và suy nghĩ của mình đang đang là hả anh? Thì có phải có đúng không ạ? À? Anh nghĩ sao về câu này ạ? Thì đó là lúc đó là em đang có sự ghi nhận là anh em gọi là em có chánh niệm đó, em có chánh niệm đó. Dạ anh, đúng rồi, mình cũng đồng Ừ, ý.
là như vậy là mình đã có chánh niệm đó, và sau mỗi lần nhiều lần chánh niệm thì chúng ta sẽ có một lần tỉnh thức, và một lần tỉnh thức là những lần chúng ta bẻ gãy những ảo tưởng của bản thân, bẻ gãy những tưởng tượng nào đó, rồi chúng ta lại tiếp tục chánh niệm, rồi chúng ta lại tiếp tục tỉnh thức, và nó cứ như thế dài 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 cho đến khi chúng ta chết đi. Ngày nào chúng ta còn soi xét bản thân mình thì ngày đó chúng ta sẽ còn có khả năng tỉnh thức anh ha, còn có khả năng bước ra khỏi một Đúng giấc rồi. mơ nào đó. Thiền sư Thích Thanh Từ có một bài Con đường thơ rất à. là anh nói đi ạ. Ví dụ như em thay đổi một vị thầy cũng là thời điểm mà em đã có một sự thay đổi rồi đó. Có nghĩa là em thích vị thầy này quá trời quá đất luôn, em theo em học, em nghe pháp hết luôn, nhưng mà đến một ngày em không thích nghe, để em thấy không phù hợp để em theo một vị thầy khác. Cũng là một cách đó, em nhận thấy được là em có sự thay đổi đó. Dạ, ok. Tất cả những khái niệm ở đây chúng ta dùng á, nó chỉ là mang hàm ý để chúng ta có thể hiểu thôi Đúng ha. rồi. Và chúng ta không nên chấp vào những cái khái niệm. Chúng ta cứ nghĩ tỉnh thức là chánh niệm cũng được, chánh niệm là tỉnh thức cũng được, rồi thức tỉnh tâm linh là tỉnh thức cũng được. Miễn sao chúng ta bắt đầu ý thức được về giới này, về đạo đức này, và chúng ta soi xét bản thân mình mỗi ngày này, và chúng ta có phương pháp, chúng ta có sự thực hành để làm sao đến một ngày chúng ta nấu ăn rẹt 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 như 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 đầu bếp chính hiệu vậy đó. Cứ vậy thôi đó. Thay đổi, có một bạn nói là cái gì đây, làm sao anh hướng dẫn cho người thân và những đứa cháu của anh vậy ạ? À, người thân và cháu của anh hướng dẫn tùy theo nhu cầu mọi người đang mắc cái gì và đang cần cái gì. Cháu của anh đúng không? Tụi nó ghiền điện thoại đúng không? Thì anh về nhà anh rủ tụi nó chơi quýnh bài, hoặc là anh rủ tụi nó chơi nhảy lò cò. Chứ anh không hướng dẫn tụi nó gì cao xa đó. Anh làm hồ bơi với tụi nó bơi. Anh rủ tụi nó chơi nấu ăn là xong rồi đó. Miễn sao mình giải quyết được cái khúc đó là được rồi. Chứ không, anh không hướng dẫn gì cao sang hết đó. Anh không có dạy tụi nó đâu. Việc học là tụi nó phải học ở trường, tụi nó kệ tụi nó. Anh nói với nhà anh là cho học dốt cũng được, miễn sao là có kỹ năng và cái thái độ của mình, đạo đức của mình là quan trọng. Học dốt không quan học dốt học giỏi không quan trọng nữa. Đối với anh, cái quan điểm của anh về cuộc sống bây giờ là như vậy. Có kỹ năng và có đạo đức thôi, còn học dốt học giỏi không quan trọng. Đó là chuyện năng khiếu của mỗi người. Dạ Còn em má anh á, ví dụ như người thân của anh thì má anh đúng không, thì má anh thì anh hồi xưa má anh nghe em sư Minh sư Thích Nhất Hạnh không hiểu, nên bây giờ má anh thì bây giờ chỉ tập dưỡng sinh thôi, tập dưỡng sinh vỗ tay rồi lo cho sức khỏe thôi, chứ cũng tu tập thì không cao xa gì đâu, chỉ là mỗi ngày hướng thiện và không lo không phiền não thôi, chứ cũng không có giúp cái gì được nhiều đâu, khó lắm. Dạ em hình dung câu hỏi này của bạn á, là cái kiểu giống như là làm sao để mình hướng dẫn về con đường tâm linh đó, thì anh Long Châu đã chia sẻ rồi đó. Anh Long Châu nói là cứ hướng dẫn về tâm linh gì hết trơn á, cứ mắc kẹt chỗ nào thì giải quyết chỗ đó thôi. Ví dụ Đúng như rồi. là nó mê game thì bây giờ rủ nó đi chơi đánh bài, cho nó có sự giao tiếp, tại vì ít ra thì đánh bài còn có sự giao tiếp hơn là chơi game đó. Đúng Thì rồi. mình cũng chia sẻ với các bạn luôn là bản thân mình á là một người mà cũng giống như anh Long Châu vậy, mình đã thực hành thật 15 tuổi là mình đã có ý nguyện xuất gia rồi, nhưng mà sau đó thì chắc là nợ đời, nợ tình, rồi mê trai gì đó nó níu kéo mình để mình sống ở đây ngày hôm nay luôn. Thì đến đến bây giờ luôn á, mình vẫn chỉ cho mình thôi, không phải là mình ích kỷ, nhưng mà tại vì mình cảm thấy không có phù hợp cho gia đình, thật sự là không phù hợp, bởi vì bố mình không có nói nôm na giống như ngôn ngữ của mình hay sử dụng nãy giờ á, đó là bố mình không có sự thức tỉnh về tâm linh, ông không có, ông nghĩ chết là hết, và ông chẳng bao giờ thắp nhang hay là niệm Phật hay là cái gì cả, càng không bao giờ biết rằng là mình sống tốt là như thế nào, bởi vì con người ông cũng tốt sẵn nên ông không, bố em là một người rất là, bố mình là một người rất là dễ thương, đó là không bao giờ đánh nhau, thấy đám đánh nhau là bỏ chạy, ai đánh ông cũng chỉ đứng ra ông nhe răng ra ông để cho người ta đánh, còn không thì ông bỏ chạy. Và mình là người đã từng thay ba mình đánh nhau rất là nhiều, thay ổng đánh mà đến nỗi mà khá là nổi tiếng luôn, bởi vì toàn đánh với trùm đầu gấu ở quê. Cho nên là mình, cái sự thực hành của mình và cái sự thực tập của mình nó có giai đoạn mình thấy mình rất là cô đơn trong gia đình, mình thấy mình rất là cô đơn trong gia đình bởi vì mình không giống ai hết đó. Và khi mà mình gặp anh Long Châu thì ảnh kể là trong gia đình ảnh có sự thực tập, nhưng sự thực tập không hề giống ảnh chút nào, và chúng ta vẫn cứ sống như vậy thôi. Cho nên là chúng ta hướng dẫn với gia đình như thế nào hả, chúng ta hướng dẫn như thế nào, không hướng dẫn gì hết trơn á, đụng đâu thì xử lý đó, xử lý làm sao mà cho người thân của mình hạnh phúc nhất, mình hạnh phúc nhất là được.
chứ còn hướng dẫn gì hết trơn á. Rồi để em xem thử còn câu hỏi nào dành cho anh em mình nữa không. Cái khung chat của em sao nó nhỏ vậy ta? Mình phải đóng cái này lâu. Làm sao để vượt qua nỗi sợ nào vậy, thức tỉnh tâm linh, làm sao anh hướng dẫn cho người thân và những đứa cháu nè, thay đổi mình trước. Đúng rồi, phải thay đổi mình trước, xong rồi cứ đụng chuyện gì thì mình cứ hành xử chuyện đó thôi. Mình hành xử mà mình thấy mình sai thì mình lại sửa, từ từ làm sao mà cho mọi người hạnh phúc, mình hạnh phúc là mình đúng. Làm sao mình biết mình đang chỉ cố chứng tỏ cái tôi vì khác biệt mọi người, hay mình đang kiên định với tiếng nói trực giác. Chà. Câu hỏi của bạn nào vậy ạ? Tại vì nó không có tên. Câu hỏi hay quá ạ. Câu hỏi này anh trả lời ngắn gọn đi anh, bởi vì chúng ta cũng sắp hết giờ rồi, nhưng mà nó là một câu hỏi hay, chúng ta cũng cần trả lời. Nhưng mà câu hỏi này nếu mà khai thác á thì nó là cả 1 tiếng hoặc 2 tiếng đồng hồ đó. Thật ra thì mình phải tự hỏi là mình làm cái điều đó vì muốn chứng tỏ hay vì muốn điều gì. Mình tự hỏi thôi, mình tự trả lời, mình muốn mọi người biết là mình làm cái điều gì đó để người ta thấy mình giỏi thì là mình muốn mình giỏi. Còn mình làm cái điều gì đó để mọi người học cái điều gì đó từ trong cái mình làm, nó lại khác. Là chỉ là mình biết, mình tự hỏi là mình tự biết à, dễ lắm. Em đồng ý với ý kiến của anh là mình hỏi và mình sẽ được trả lời. Tuy nhiên chúng ta phải sống thật và chúng ta phải trung thật. Đó, đúng Trở rồi, phải trung lại, thực từ đầu á, dạ, phải phải sống thật. trở lại hai cái chìa khóa mà anh Long Châu đã chia sẻ với các bạn, đó là nếu các bạn không trung thực với chính bản thân mình thì dù các bạn hỏi, các bạn đang chứng tỏ đó, các bạn vẫn nghĩ rằng các bạn không chứng tỏ và các bạn thua. Có nghĩa là khi mà các bạn soi xét bản thân hoặc là các bạn chánh niệm, nhưng các bạn chánh niệm từ cái gốc của cái việc mà các bạn còn đang ngủ mê á, thì cuối cùng các bạn vẫn đang trong một cơn mê khác mà thôi, chứ các bạn vẫn không tỉnh. Chừng nào mà chúng ta phải bẻ gãy những ảo tưởng mà chúng ta đau đớn đó, thì có vẻ như là tại vì nếu mà không phải là cái tôi á, thì cái tôi nó phải đau đớn. Nếu các bạn làm cái điều đó mà không phải vì cái tôi á, thì cái tôi nó sẽ phải cảm thấy đau đớn, nó phải, thì khi đó á, là các bạn đang có khả năng đi dần về cái việc là không không phải là để chứng tỏ cái tôi đâu, vì cái tôi bạn đau đâu đang đau đớn và quẫy đạp mà làm sao. Còn khi mà cái tôi của bạn nó cảm thấy đã, thấy thích, thấy hài lòng, thấy thỏa mãn, thì hãy đặt một dấu chấm hỏi thiệt là to bự chỗ đó rồi để thời gian trả lời. Em thấy ai tỉnh thức cũng hướng dẫn mọi người nên ăn chay, anh nghĩ sao về việc ăn chay bạn mặn ạ? À, đối với anh á, ăn cái gì mà làm cho mình thoải mái và dễ dàng là được. Đừng có gượng ép, bởi vì anh đã từng ăn chay nhiều lần rồi. Nhiều giai đoạn, và giai đoạn nào anh cũng ăn chay hết, lạ lắm nghe. Hồi xưa là anh cứ rằm tháng 7 là anh ăn chay 1 tháng. Nhưng mà kiểu là tháng đó ăn chay để cầu cho ba mẹ sức khỏe vậy đó. Là rằm tháng 7 là anh đi làm công ty anh vẫn ăn chay 1 tháng. Rồi đến lúc anh thực chữa anh cũng ăn chay, anh đi tu anh cũng ăn chay, về vườn anh cũng có ăn chay, nhưng mà anh thấy mình ăn cái gì mà nó dễ dàng thì mình ăn thôi. Còn đừng không 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 có quan niệm là bởi vì nhiều lúc mình ăn chay mà nhìn mọi người đang ăn tiệc đúng không, mình không ăn thấy mọi người cũng thấy cũng khó chịu rồi nói qua nói lại nữa thì thôi. Đó là như vậy. Và em muốn thực sự em muốn biết ăn chay mặn thì em nên nghe các vị giác ngộ để nói, với vị sư Viên Minh cũng có giải thích nè. Em thực sự em lăn tăn em cứ nghe sư Viên Minh nói về ăn chay ăn mặn nè, sư Pháp Hạnh cũng có nói về ăn chay ăn mặn, thì em sẽ hiểu được là nó như thế nào và em có cái lựa chọn nào thôi. Dạ, chắc là em Ừ, nghĩ là bạn bắt đó. đầu hình dung rồi đó. Câu hỏi tiếp theo là em có một cái trăn trở, hiện tại mẹ em thường xuyên nghe pháp nhưng thực tế mẹ em còn hay để ý lung tung, nói rất nhiều, thấy gì cũng nói. Em sợ mẹ nói lung tung nhiều thế thành cái bệnh hoặc thói quen. Anh chị giúp em nói làm sao, khuyên làm sao để mẹ em nên suy nghĩ, suy xét trước khi nói hoặc bớt nói lại được không ạ? Đó là bệnh chung em ơi, nên là thôi để mẹ nghe pháp đi, từ từ mẹ ngắm thôi, người lớn tuổi là bệnh chung vậy đó. Em còn câu trả lời riêng của em á, thì đừng có hy vọng là chúng ta sẽ có một sự thay đổi, bởi vì các bạn cứ cứ tưởng tượng thôi nha. Chúng ta trẻ như vậy nè, mình năm nay là mình luôn thích con số 30, cho nên mình cứ nghĩ rằng mình 30 tuổi đi. Mình 30 tuổi là mình có 30 năm cuộc đời à, mà có rất nhiều tính cách của mình còn không bỏ nổi. Ví dụ như bây giờ mình nói sáng mình dậy Đúng sớm mình rồi. tập thể dục đi, mình dậy sớm được chưa? Hay là mình cứ được 3 bữa nửa tháng mình lại ngủ, rồi mình nói là mình sẽ phải đọc sách mỗi ngày bao nhiêu trang đó, mình làm được chưa? Hay là mình nói rằng mình sẽ chia tay thằng người yêu đó, nhưng mà mình chia tay được chưa? Thì làm sao bố mẹ mình 50 năm, 60 năm cuộc đời mà thay đổi?
Cho nên là thôi chúng ta bớt mơ đi nha, chúng ta trở về với thực tế đi, là chừng nào mà chúng ta thay đổi được rất rất nhiều á, thì khi đó chúng ta hãy muốn người khác thay đổi, còn không á cứ như Rồi. vậy đi. Anh có một cái để ba mẹ thay đổi nha mấy bạn. Dạ anh Mấy nói đi bạn ráng ạ. tu đi, ráng tu để mấy bạn giác ngộ. Tiền à, mấy bạn tu được đi. Mình tu gì nào mà mình giác ngộ luôn là ba mẹ sẽ thay đổi hết. Đúng rồi, lúc đó là mình hóa Ừ. độ, mình độ cho bố Hóa mẹ độ đó. đúng rồi, mình tự tu được cái gì đó mà cái tính mình càng ngày càng tốt thì ba mẹ sẽ tự thay đổi thôi. Chứ mà mình không đi thay đổi được người ta khó lắm. Sẵn anh Long Châu anh nói như vậy thì mình cũng chia sẻ một chuyện, là mình là một cái đứa gặp rất là nhiều cái mâu thuẫn đối với gia đình, thì mình nói rồi đó, mình giống như là cái đứa mà ngoại đạo ngoại lai hay là đứa con nuôi nhập về đó, một mình một cõi, và nhưng mà mình thực hành khá là lâu rồi, khá là nhiều rồi, và đến bây giờ luôn á thì mẹ mình đã hình thành được một cái tính, đó là khi tức giận hoặc khi cãi nhau với ai thì không biết, nhưng với mình thì mẹ sẽ im lặng. Mẹ bắt đầu thực hành im lặng, tại vì mình thực hành im lặng với mẹ, cứ mỗi lần có chuyện á là mình im lặng để mình quan sát cái cảm xúc của mình, và bây giờ mẹ cũng bắt đầu như thế, nhưng mà chỉ mới được với mình thôi, nhưng mà đó cũng là một thành công rồi đó, đó là một thành công khá lớn đối với mình rồi. Dạ rồi, em thấy có hai bạn giơ tay mà không biết là hai bạn giơ tay đó là hai bạn giơ tay ơi, hai bạn mở mic, hai bạn nói luôn đi. Dạ em chào chị Hình Hà, chị ai, mấy bạn ai ấp trước thì ấp đi ạ. Chúng ta sẽ còn khoảng 2-3 phút nữa chào nhau rồi một vài câu hỏi nữa. Em thấy có hai người giơ tay này mà em không biết là Kha ơi, em mở mic em nói luôn đi Kha, chị thấy em rồi nè, em có muốn hỏi gì không? Bị Em muốn chia sẻ thôi em cái chia sẻ quá đi. trình, cũng không biết gọi là giấc ngủ hay không, thì hình như mạng đúng không? Em nói Đang nghe đi, em nói đó. đang đang vẫn nghe đó, hình Là như là nói chung là em trải qua rất là nhiều chuyện thì em mới nhận ra một điều, đó là nếu như mà bản thân mình mà không thay đổi được, có những cái mà bản thân mình nóng giận này, hay là nói nhiều hay là khó chịu, thì mình không thể nào mà mình nói ba mẹ mình có thể thay đổi hoặc là những người trong nhà mình thay đổi cả, tại vì những người nhà của mình đó là cái môi trường mà mình sống từ nhỏ đến lớn, thì là mình đã bị ảnh hưởng tất cả cái điều đó rồi, thì muốn mà thay đổi được họ thì mình phải thay đổi được chính mình, và mình cũng không mong cầu được là những người xung quanh mình thay đổi, thì mình chỉ có mình thay đổi chính mình, mà mình sẽ cầu nguyện cho họ để họ có thể thay đổi từ từ theo kiểu đó. Rồi kiểu như là mình sẽ có những cái chuyện trong quá khứ và những cái nỗi buồn và những cái nỗi sợ, thì mình phải biết ơn những cái điều đó đến hiện tại với mình, và mình cũng phải yêu thương những cái điều đó, vì những cái điều đó đã giúp mình trưởng thành hơn rất là nhiều, và nhìn nhận ra được cái cuộc sống này nó rất là, nó không có quá xấu và nó cũng không phải là quá tốt đẹp, nhưng mà nó luôn mang đến những cái điều rất ý nghĩa cho mỗi người, thì mình nên trân trọng những cái điều đó để mình có thể mình thay là mình sẽ đi trên một cái con đường đúng hơn, so với việc đó là mình sẽ trách những cái điều đã xảy ra. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là cái cảm nhận. Cảm ơn sự chia sẻ của Hay em rất là quá. nhiều. Đúng rồi đó, nhỏ nhỏ từng chút một vậy thôi đó. Cảm ơn em. Tạm gọi là chúng ta là những người đang cố gắng tìm về với bản thân mình đó, và nhìn ra được những cái quy luật của cuộc sống, quy luật của vũ trụ này. Còn ai muốn dùng từ gì thì cứ chúng ta cứ dùng không sao cả. Rồi bây giờ còn một cánh tay nữa, hồi nãy em thấy là hình như có bạn trà sữa hay là bạn trà long hay là gì gì á, bạn nào ạ? À? Bạn mở mic lên trò chuyện với mọi người luôn đi ạ. Dạ em đây ạ. À. Dạ mình có nghe không chị? Có Nghe nghe rồi rồi á. em. À, ý là vấn đề của em á, hồi trước đó là em có ăn chay trường, em rất thích đi chùa. Rồi sau cái khoảng thời gian sau này em không ăn chay nữa. Rồi em cũng không còn thích đi chùa nữa luôn. Là em không biết mình đang có bị cái vấn đề gì hay không. Anh Long Cũng ơi, bình thường, câu này anh dành nghĩ cho là anh bình đó. thường. Em biết sao không, có cái bạn kia nghe, bạn ăn chay trường nghe
Ok, bạn lên nhà anh, bạn hình như là bạn theo đạo Cao Đài phải không ta? Rồi cái xong rồi kia bạn lên nhà anh, bạn ở bạn bạn ghé vườn nhà anh bạn chơi. Không biết sao bạn về một tháng sau bạn tuyên bố với anh ơi em hết ăn chay rồi. Đó là chuyện bình thường. Nói chung là mình ăn ví dụ như là mình ăn mình làm cái điều gì đó vì cái điều gì đó. Khi mà cái điều gì đó nó không đáp ứng lại được mình thì mình từ bỏ là cũng bình thường. Nhưng mà ví dụ như là trường hợp của em á, là bây giờ em không đi chùa thì em có nghe pháp hay không, hoặc là em bận rộn quá hay là vì cái điều gì mà em không làm cái điều đó nữa thì là một chuyện bình thường. Dạ. Ví dụ như của em lúc nãy em hỏi là ví dụ như là em đó là chỉ là một thói quen bây giờ em không muốn nữa, hay là bây giờ em thấy cái điều gì đó nó em không còn phù hợp rồi em muốn ở nhà em làm gì đó thì sao? Thế em hỏi là ví dụ giống như là kiểu như ngày xưa em rất là hay tụng kinh sám hối nhá, rồi buổi sáng hay là buổi tối em đều có thói quen là hồi hướng với tất cả mọi người trong gia đình ý. Nhưng mà thời gian gần đây ví dụ như tháng 7 này em nghĩ rằng là mình sẽ tụng kinh để mình sám hối hay cái gì đó để mình ngồi trong cái tháng 7 Vu Lan này, nhưng mà tự nhiên ấy không muốn, em không hề có một cái cầm sách lên là không muốn đọc. Thế sau rồi mình nghĩ là cái việc sám hối là nó kiểu nó từ việc là mình thay đổi cái thói quen, tức là từ từ thân mình phải thấy là mình thay đổi những cái thói quen xấu trước đấy, xong rồi mình làm sao cho mình không còn những cái tính xấu như trước kia nữa, đấy mới là kiểu mình sám hối thật ý, tức là kiểu mình thay đổi một thứ nó tốt lên, xong bản thân mình cảm thấy nó vui vẻ hơn, nó hạnh phúc hơn. Thì khi mà mình nghĩ đến người nhà hay gì gì thì mình có một cái cảm giác nó không chỉ ở mặt lý thuyết ấy, nó kiểu nó thực tế hơn. Như thế là cũng theo giai đoạn này nhá, hay là như thế nào? Bởi vì là giống như là lúc này là em đang giai đoạn thực tế này, nhưng mà ví dụ như là em anh được biết, anh được biết thôi nghe, là khi mà mình đọc kinh sám hối á thì mình thực hiện cái pháp sám hối mà em đọc á, thì khi mà mình sám hối mình đọc liên tục mỗi ngày á thì nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa bên trong, và nó sẽ có cho những cái gọi là vô hình đi, người ta nương tựa, người ta sám hối, người ta nghe theo, thì đó là một cách tốt. Ví dụ bởi vì em mong đợi là em đọc kinh sám hối thì người thân chuyển hóa, nhưng mà người thân không chuyển hóa thì em tự chuyển hóa cũng được rồi. Nên là em cứ đọc thôi, bởi vì anh được nghe sư cô giảng là khi mình đọc kinh sám hối không chỉ mình sám hối đâu, mà cả đất trời người ta nghe cái lời sám hối của mình á, thì ai nghe được thì người đó tốt thôi, chị cũng không sao hết. Nên là nếu như em đọc được thì em cứ đọc. Bởi vì là có nhiều cái mình tỉnh quá đó, mình nghĩ là mình phải làm thực tế chứ đâu có gì đâu mà là người này được người kia được, nhưng mà có nhiều cái nó lại là tâm linh chút xíu thì là nó cũng tốt chứ không phải là xấu. Như lúc nãy Sana Tâm nói là em đọc kinh xong cái em thấy cái này cái kia đó Tâm. Dạ, em cũng không biết, nhiều khi em đọc là nhiều người tới nghe đó, nhiều khi em ảo tưởng nữa đó anh, nhiều khi em sợ quá em sinh ra ảo tưởng đó. Nhiều khi em sợ quá rồi cái tâm em nó sợ quá, nó nghĩ lung tung á, rồi những cái cảnh giới trong lòng mình á, cái lúc đó nó trỗi dậy, mình sợ quá, hoặc là mình xem phim hồi nhỏ rồi, hoặc là từ cái bao đời bao kiếp gì đó cái nó trỗi dậy nữa. Thật ra là mình cũng có một chút chia sẻ với Thùy Trang xung quanh cái câu chuyện anh Long Châu anh cũng đã chia sẻ rồi, là một là do lý do chúng ta tỉnh quá. Chúng ta muốn có một cái kết quả nào đó và chúng ta chưa có thấy á, thì chúng ta hơi nản. Nhưng mà thật ra đối với mình á, thì là mình không có mong cầu bất cứ một cái điều gì cả, cho nên mình thích thì mình làm, mình thích sám hối thì mình sám hối, mình thích ăn chay thì mình ăn chay, còn mình không thích thì thôi. Tuy nhiên nó có một câu này mình có thể tự hỏi mình nè, để mà mình thay đổi nè, đó là mình đang làm chủ tâm mình hay tâm mình làm chủ mình. Tâm mình nó giải đãi, nó không muốn ăn nữa, nó không muốn sám hối nữa, và mình chiều theo nó luôn, hay là bây giờ mình muốn thắng nó. Nếu như mình muốn thắng cái tâm giải đãi đó, mình muốn thắng cái việc là mình đang lười biếng đó, thì tự nhiên nó là một động lực mới cho mình. Cái động lực của mình không phải từ bên ngoài nữa, mà động lực của mình là thắng được cái sự lười biếng đó. Thì hôm nay mình không thắng được, mình lười quá, mình chịu không nổi, mình thua cuộc trước nó, thì thôi mình cứ đi nghỉ ngơi, mình không cần phải làm gì cả, không cần phải ăn chay, cứ ăn mặn đi. Nhưng mà đến một cái ngày mà mình hỏi riết á, xong đến qua một tuần hai tuần á, tự nhiên mình cảm thấy thôi bây giờ là mình không muốn nó thắng nữa rồi đó, thì tự nhiên cái mình đi làm à, tự nhiên cái mình đi sắm hối rồi, tự nhiên mình ăn chay à. Ví dụ như vừa rồi nè, em là lúc nào em cũng ăn chay nguyên một tháng 7 trơn á, mà tự nhiên không biết sao đầu tháng 7 vừa rồi á, không muốn ăn chay, không muốn ăn chay một chút nào luôn, không biết tại sao nữa. Thế là mình ăn mặn thôi, mình ăn mặn một tuần á,
ngày nào mình ăn mặn mình cũng tự hỏi chứ, ủa ngon không vậy, sao là thích không vậy, vui không vậy, bổ không, béo không, hỏi riết cái đến khoảng 7 ngày sau á thì mình thấy là mình muốn ăn chay. Thế là mình nói với ba mẹ là bắt đầu ngày sau thì con ăn chay, và bây giờ thì mình ăn chay được tới hôm nay rồi nè, và mình lúc đó thì mình nói là con ăn chay tới rằm thôi, nhưng mà ngày hôm qua mình vẫn cảm thấy mình vẫn muốn ăn chay nữa mà mình cảm thấy thích thì mình nói là con ăn chay tiếp á đó. Đó, vậy đơn giản vậy thôi đó, cho nên không vấn đề gì hết trơn á, nói chung thích cái gì thì làm cái đó, và vừa làm vừa quan sát, vừa phản quan cảnh tỉnh bản thân, vừa đặt câu hỏi cho chính mình là ai đó, ai đang làm đó, cái tâm nào đó gì đó, rồi xong từ từ mình sẽ có câu trả lời. Mình đó là sự thực hành của mình đó, đó cũng là hành trình chuyển hóa tâm của mình đó. Ồ, trả lời xong hết cái bây giờ quay trở lại câu đầu tiên luôn anh Long. Câu đầu tiên có bạn hỏi em vậy đó, nhưng mà thật ra hành trình chuyển hóa tâm của Mẹ mình có hả, một có keyword gì vậy đó. à, đúng rồi. Dạ, có một bạn hỏi em hành trình chuyển hóa tâm của em đó, hành trình chuyển hóa tâm của mình có một câu vậy thôi đó. À, cảm ơn bạn Thùy Trang. Chắc là mình sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng thôi ạ. À, đó là trong bạn bạn Tiến chia sẻ là trong quá trình nói chuyện thì lúc xảy ra mâu thuẫn hoặc gay gắt, em thường ý thức là nếu mình tiếp tục nói sẽ không tốt nên em thường bắt đầu im lặng, nhưng có một số người khi thấy em im lặng thì càng gay gắt thêm, nghĩ rằng em coi thường nên không tiếp tục. Vậy em nên làm gì được cho tốt ạ? À, nếu tức giận thì em thấy mình hít thở sâu để chậm lại suy nghĩ. Nói chung là mấy bạn đang bàn về sự tức giận đó anh thấy như thế nào ạ? À? Nếu như em im lặng được thì tốt, xong rồi sau đó thì mình hết cái giận đó đi rồi mình giải thích cho người ta cho nó xong cái chuyện luôn, chứ đừng cái im lặng hoài luôn thì nó lại thực ra người ta muốn khi mình có mâu thuẫn người ta muốn thỏa mãn được cái câu trả lời của họ thôi, thì em im lặng xong á thì sau đó thì em hết giận, em trả lời bình thường, em nói chuyện bình thường. Bởi vì khi mà mình quyết định im lặng mà im lặng kiểu giận nó khác, Đúng mình rồi. giận người ta mình lãi nhá, mình lãi là mình im luôn, người ta tức chơi nó khác. Đúng Với rồi. việc làm nó tôi giận quá và tôi muốn im lặng để tôi hết giận và tôi sẽ giải quyết nó sau, nó khác nữa. Và em phải tự hỏi nên là mình im lặng vì điều gì, em giận người ta em im lặng hay là em đang giận và em không muốn nói vì em nói là em sẽ nổi nóng vậy thôi. Đúng rồi, bạn Tiến nên nên tự hỏi bản thân cái đó. Mình thì mỗi lần mình tức giận mình rất là hay im lặng, nhưng mà thường á là không phải mình im liền đâu, mà là mình đã nhìn ra được là cái sự nói đó nó không có ý nghĩa nữa thì mình mới im. Và lúc đó thì mình bình thường, có nghĩa là mình biết rằng là nó là một phương pháp tốt cho cả mình và cho cả người đó, chứ mình không phải là đang ôm cục giận đâu. Còn khi mà mình giận á thì mình nói thật là mình nói, mà không phải nói bình thường đâu, giọng nói của mình là một giọng nói mà tất cả mọi người đều nói là nó rất là có trọng lượng, cho nên khi mà mình giận lên rồi á thì mình chỉ cần nói một câu thôi là rất là có trọng lượng trong cái giọng nói của mình. Và vừa rồi cách đây tuần cho mấy mình cãi nhau với gia đình mình, mà mình cãi rất là gay gắt, mình hét toáng lên luôn, nhưng mà sau khi mình hét xong rồi và bên kia cũng đối thoại qua đối thoại lại một lúc rồi thì mình bắt đầu nhận ra rằng là mọi thứ nó đang trở nên vô nghĩa thì là mình im lặng. Cho nên là không phải sự im lặng lúc nào cũng tốt, mà chúng ta phải hỏi thử là phẩm chất của sự im lặng đó là gì, cái phẩm chất nó như thế nào và cái bản chất nó như thế nào. Còn trong tình yêu ấy, đối với con gái ấy nha, bạn Tiến là con trai đúng không, bạn cãi nhau xong bạn im lặng đi, người ta không tức điên lên người ta chia tay bạn á, thì mình mới sợ đó. Trong tình yêu á, là bạn phải nói, bạn phải giải thích, nhưng mà nếu bạn cảm thấy cái sự nói và sự giải thích nó không có ý nghĩa nữa thì bạn có thể chia sẻ luôn là anh thấy rằng bây giờ chúng ta không có nên nói, bởi vì anh cần thời gian để anh dừng lại. Bạn chia sẻ trước như vậy thì thôi ok thôi, đâu có gì đâu. Chắc là em nghĩ rằng là mình chào các bạn được. Có bạn nào đang đang mở micro, nó hơi rè. Trà Long, bạn Trà Long chia sẻ đi à. Ồ, bạn Trà Long giơ tay nè. À, thôi à, chắc là anh em mình chào nhau được rồi anh ha, bởi vì bây giờ cũng 9 giờ Chị ơi, rưỡi rồi. chị ơi, em hỏi một xíu liên quan cái vấn đề giận mà lúc anh Tiến Em hỏi hỏi ấy, đi. ví dụ như người trong nhà nhá, lúc mà mình tức giận ấy, kiểu cái mâu thuẫn của hai người nó không giải quyết được, nó kiểu như không có tiếng nói chung, nhưng mà mình im lặng mình không nói thì người khác có nghĩ là mình kiểu khinh thường hay gì gì ấy, nhưng đến lúc mà bình tĩnh lại rồi muốn nói chuyện thì người ta kiểu không bao giờ Đây. kiểu ngồi lắng nghe để mình nói và không muốn mình giải thích, kiểu cứ mặc định những cái điều Đó. mà họ cho là đúng ấy, xong rồi kiểu cảm giác Đi mình em dần cũng kiểu hay giống như ích kỷ hơn các thứ, lắm. xong rồi
Cái kiểu mình mà vẫn cứ tiếp tục im lặng hay là như thế nào ấy, kiểu cái cảm giác giữa im lặng hay là mình nói nữa để cho người ta hiểu ấy, nhưng thấy nó kiểu nó cứ mâu thuẫn ấy. Nếu như mình không nói thì người ta không hiểu, nhưng mà mình muốn nói thì người ta lại không có nhu cầu muốn được nghe ấy. Có cảm giác là mình không, kiểu họ cảm giác không muốn tiếp thu cái ý kiến của mình ấy, thì đấy là như thế nào nữa. Anh nghĩ thế này này, anh có kinh nghiệm cái này này. Bởi vì thực ra đó, cái người thân á, người thân của mình á, hay là hay trách hay giận lắm, hầu như là như vậy. Chuyện bé xé ra to và dễ giận và dễ tưởng tượng, ví dụ như là mình im lặng thì mình không thích nói thì tưởng tượng là mình lẫy hoặc là tưởng tượng mình như thế nào đó, nên là em bỏ qua cái việc đó luôn, em không nhắc tới việc đó nữa, em tự biết là được rồi, em làm lơ luôn, em giả điên giả khùng để em vui vẻ bình thường lại đi, người ta cũng sẽ bình thường vui vẻ lại à. Em đừng giữ cái không khí đó nữa, có nghĩa cái câu chuyện đó đã không giải quyết xong xuôi thì em bỏ nó luôn, em chôn nó luôn, chôn sống nó luôn, em giải điên giả khùng, em qua một cái câu chuyện khác bình thường lại đi. Người ta sẽ tự hóa giải, người ta thấy ủa cái con này nó, cái chuyện đó nó bỏ qua rồi hả, người ta tự hiểu, em không cần phải giải thích. Trời, sống chung với người thân là muôn vàng chuyện này chuyện kia, nên là giải điên giả khùng hết đi, đừng quan tâm, thật sự luôn á. Mới hôm bữa mình cũng chia sẻ với anh Long Châu về một cái vấn đề mình gặp phải đối với gia đình đó, thì hai anh em cùng đi đến một cái chốt kết luận, đó là thứ nhất mặt phải dày, thứ hai là phải ngu. Đúng rồi. Em không nhận, tại vì ví dụ như tại vì em thấy ví dụ như ở mình không ở trong nhà ấy, mà mình đi đâu xa ấy, trời ơi thương nhau kinh khủng, nhưng mà về đúng cái dịch này về mới biết nó mới kiểu như là nó tung tóe, nhìn nó kiểu đúng rồi em. Đây là cái thời gian thử thách để cho em thấy được lòng già mỗi người mà, yêu thương nói cho nhiều vô, ở chung với nhau rồi mới hiểu nó lòi hết ra. Nên là cứ vậy đi, vậy không sống với người thân thôi. Người thân, thực ra người thân của mình nó bao dung lắm, mình đi mình khùng không sao, chứ mình mà mình giỏi xíu, mình cãi xíu là người ta khó chịu lắm. Nên cứ vậy đi, vậy không đi được, người ta thương, đừng có làm khôn. Sống với người thân là đừng có làm khôn, đúng không? Vậy đó. Với lại một điều nữa, đó là chúng bản thân mình cũng đừng có cầu toàn. Do mình cầu toàn đó, do mình cầu toàn đó Trang à. Ví dụ như chị á, lần này cũng là một sự thử thách rất là lớn. Mấy lần em nhắn tin cho anh em nói đó là một cái sự thử thách cực kỳ lớn đối với chị, bởi vì chị từ nhỏ tới lớn chị có sống với gia đình đâu, mà cái đợt dịch này là trời ơi ly bì luôn, và chị bị lên bờ xuống ruộng với tâm trạng của chị luôn, mà bao nhiêu năng lực, gọi là năng lực ở trên núi tu hành đi, là coi như là tan nát khói lửa, tan bành khói lửa luôn đó. Và nhưng mà chị chợt nhận ra một điều rằng là mình quá cầu toàn là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mình cũng, đây cũng là những cái lúc để mình nhìn lại cái con người thật sự của mình. Chứ nếu không chúng ta vẫn đang tưởng mình đó, và chúng ta nhìn ra được một con người thật sự của chúng ta là chúng ta đòi hỏi nè, chúng ta tưởng tượng nè, chúng ta đủ thứ hầm mà lặng hết trơn á. Và ví dụ như bây giờ á, cứ mỗi tuần là chị sẽ dành một ngày, và cái ngày đó là ngày chị dành riêng cho bản thân chị, và chị mặc kệ mọi người nói gì. Ví dụ bố mẹ chị, dì dượng cô cậu nói là nó chảnh, nó nghĩ rằng là nó đi học thiền, cái bây giờ một ngày cái nó đóng cửa nó trong phòng vậy đó, thì mình chịu. Có nghĩa là mặt mình phải dày và mình phải giả khùng, giả ngu. Con không biết gì thế, tại con thích con làm như vậy á, rồi bị chửi thì cái mặt mình cũng bơ bơ ra, chứ đừng có cầu toàn là mình phải mọi người yêu mến mình có trọng lượng trong gia đình, mình có tiếng nói, rồi mọi người phải thay đổi. Không có gì hết trơn á. Làm sao để cân bằng nhất có thể thôi. Tính ra là nói chung là về nhà gọi là thử thách. Đúng rồi. Cái ngã của mình rất là nhiều. Bởi vì thật ra anh đã ở với gia đình 4 năm rồi đó. Trong khi là thầy bói nói anh là phải ly hương, anh cũng đâu thích ở với gia đình gì đâu. Nhưng mà nói chung là làm gì làm phải sống được với gia đình mình yên ấm em hòa thuận là mới được. Thực sự là như vậy á. Có một bạn kia là có một bạn kia là mặt dày điên thiệt chứ đâu giả đâu. Tu nhà khó nhất mà hả? À, tu nhà khó nhất mà làm dạ. Sao cho mình với người nhà hòa đồng mà được, tìm cái điểm chung thôi. Đối với gia đình là không có đúng sai nha, không có đúng sai, không có câu chuyện ngồi xuống và bàn nhau đúng sai ở đây nha. Đúng rồi, không có gì đúng sai. Vô lý rành mình phải chấp nhận thôi, mình phải vui vẻ với cái điều đó thôi. Nó là như vậy. Thì giống như trang cuộc đời vậy đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cuộc đời nhiều khi mình ở ngoài đường á anh, nó tung mình á thì mình còn kêu mày đi sai đường rồi, mình tắt nó được nha. Còn ở nhà rõ ràng là
bố mình sai đó, mình không phải nghiến răng nó cười à, không có đúng sai gì đây nhưng mà nó tông mình, nó tông mình xong rồi mình vô nhà thương mình nằm gãy chân rồi mình nói sai đúng rồi, đâu quan trọng gì nữa đúng không, dạ đúng cũng vậy. Đến lúc đúng đó thì cũng không, y chang. không thì đúng sai nữa, đó là vậy đó. Đúng rồi, đúng Rồi rồi, đúng rồi, đến lúc đó thì chẳng có gì đúng sai nữa cả, quan đúng trọng là rồi, mình không thì có đúng sống sót sai và á, mình ra khỏi bệnh viện đúng hay không. Rồi dạ, chắc là anh em mình chào nhau luôn, anh chào mọi người trước đi xong rồi em Ok, chào luôn. bye bye mọi người Anh nha. ơi, chị cho Ơi. em gửi lời chào đến anh Châu. Vì em muốn nói lời cảm ơn anh đến gần 3 năm rồi. Thì đây là một cái cơ hội để em được nói. Dạ, em chào anh Long. Em là cái bạn mà ngày trước có gửi cho anh bức tranh trong trong cái phân, trong cái trang lá của anh này, yêu với cái yêu với trái tim của anh. Vâng, thì anh là người thì em xếp số 1 trên cái hành trình của em khi mà em cảm thấy những cái điều bất ổn khi bắt đầu mà em ra trường và đi làm á. Thì em thấy có một cái gọi là sự đồng cảm và cho mình một cái nhá, mình không có lẻ loi á. Thì sau khi em chia sẻ với anh Phong thì 2 năm sau là em quyết định đi, em đã bắt đầu cái gọi là hành trình của mình chính thức. Và nhờ đến anh thì là em được biết đến chị Tâm này. À không, anh là người gieo duyên cho em rất là nhiều. Em biết đến cả chị Hằng Mai này, em cũng về nhà chị Hằng Mai rồi. Nghĩa là anh là người khởi đầu cho em được có những cái duyên mới mà rất là chất lượng. Vâng, thì em muốn nói lời cảm ơn tới anh rất là nhiều. Và em qua cái buổi nói chuyện này thì em cũng muốn nói rằng là cái hành trình của mỗi người là hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn riêng biệt cho mỗi người. Và mọi thứ để tự nhiên, cần phải tự nhiên nhưng cần phải có sự chủ động của chính bản thân mình và cái thực hành thực sự. Và phải có sự thực hành thì nó sẽ dẫn cho mình cái con đường đi đúng hướng. Vì em cũng có những cái mục tiêu, thậm chí là 2 năm 1, 2 năm 1 và đến khi gần 2 năm rồi, sắp đạt được rồi bỗng tự nhiên mình bỏ đi luôn. Và nó cứ nay nó cứ như anh nói là bẻ gãy thì em thấy rất là tâm đắc với cái điều đó. Hay là đợt tháng 9 năm ngoái em có nhờ chị Tâm trải bài, khi mà em biết chị Tâm là của anh, em thấy cái em liên lạc với chị Tâm luôn. Thì có những cái thắc mắc và trải nghiệm mà em không biết phải tâm linh hay không thì em liên lạc với chị Tâm, thì em cảm thấy là ua, sao mình được gửi đến tất cả từ công việc, từ môi trường, em được về với rừng làm nghề của mình nhưng mà chỉ kéo dài nửa năm. Và em nhận thấy nó không đúng, nó không không đúng và nó không thật, nó không trung thực như cái dự án mà người ta nói ra. Và em dừng lại luôn. Rồi tiếp đó lại có khi mà về với môi trường tự nhiên thì có những cái trải nghiệm khác. Em cũng không rõ phải tâm linh hay không. Có những cái mà em muốn nhắn hỏi anh, rồi em lại muốn nhắn hỏi chị Tâm, nhưng mà em phải cứ chuẩn bị nhắn xong lại xóa, vì em thấy là mình phải chính mình trả lời cho mình. Và em vẫn có những, em vẫn nghe chia sẻ của anh và chị, em không có like đâu, hiếm khi em like là bình luận gì lắm. Thì em vẫn chia sẻ và có những cái em thấy hợp lý với mình là mình phải có sự chắt lọc thì mình cứ đi và phải trung thực, phải thực hành và phải có sự chủ động. Nó vẫn bao gọn trong cái là diễn ra tự nhiên nhưng phải có sự chủ động của bản đúng thân rồi mình. Vâng, hay quá. Là chị Tâm ơi, em cảm ơn trả bài của chị, 4 thủ bài của chị thì em cũng chọn thủ bài thứ 4. Và em chưa biết là cái thứ 4 nó diễn ra hay không, nhưng mà 3 thủ bài đầu thì giống như tóm gọn trên cái con đường em đi. Và cái hành trình của em thì mỗi lần đi á, đi thì cái sau khi mà em được gặp chị ở Sài Gòn về thì em xin lỗi chị là em mua quyển sách của chị, nhưng mà mỗi lần cầm vào thì em lại cất đi luôn. Em không hiểu tại sao là em không đủ dũng cảm để em mở ra em đọc. Đến giờ em vẫn chưa đọc mà vẫn còn mới cứng luôn. Em không đủ dũng cảm, em không rõ tại sao nữa, cảm thấy rất là sợ. Và sau khi mà em gặp chị Sài Gòn về thì em gặp một biến cố về sức khỏe và nó thay đổi em nhiều hơn nữa. Và có cái quãng thời gian một mình để mình được nhận thức. Thì em lộn lại từ khi mà em trong bụng mẹ, em hỏi mẹ em từ khi mà mẹ mang bầu con thì mẹ có gặp vấn đề gì hay không. Nhiều năm nay, nhiều năm mà mình phải luôn chủ động. Và em cảm ơn buổi nói hai em được nói chuyện trực tiếp với hai anh chị, hai người mà quả thực là
có xuất gần như là xuất hiện trong cái cuộc sống của em, trong suy nghĩ của em khá là thường nhật, mặc dù không có nói chuyện hay gì hết. Thì em cảm ơn anh và chị rất là ừ, hay quá. Có gì thì nhắn để liên lạc. Có đợt mà em có biết trong quyển sách của anh á, cái lúc mà em còn chưa đi đâu, em nói là đến năm em 27 tuổi em sẽ đi thiền, từng thiền em sẽ đi xuất ra. Nhưng mà sau rồi em không có đi và em thấy là đấy là em đang muốn bắt chước anh. Em đang muốn bắt chước anh và em thấy là cái việc thiền này, cái việc tu tập của mình ở bất kỳ môi trường nào, hay em nói nhỏ một tí nhé, như em đang vừa chuyển đến một cái môi trường mới, nó là một sự đột xuất và em sống ở đây là giữa các anh chị đại luôn. Và em hôm qua đúng theo cái talk, cái buổi nói chuyện hôm nay, và em thấy rất là bất ngờ vì em nói chuyện với người vợ của một cái anh đại đây luôn, trùm đây luôn, thì em thấy bạn ấy đúng là một cái bông hoa giữa những cái người ở đây. Bạn ấy nói rằng là nhờ cái môi trường này mà bạn ấy nhận ra được cái bản ngã của mình. Em cảm thấy rất là bất ngờ, và khi mình chủ động hỏi bạn là bạn cảm thấy sao với cuộc sống hiện tại, hai người hoàn toàn xa lạ. Hay quá. Vũ trụ sẽ tiếp cho mình cái hành trình, mỗi cái bài học nó phù hợp với khả năng của mỗi người, nên mỗi ngày hãy cứ chủ động. Đúng và rồi. Cái đích. Vâng. Và em nói thêm một tiếng nữa thôi ạ. Vì vừa nãy em nghe chị Tâm nói về việc chị có ý định xuất gia từ năm 15 tuổi á, thì em mới nhớ lại là khi mà em học cấp 2 thì em có muốn đi nhưng gia đình không có cho, và cái mục đích em mới nhìn lại là những cái lần đó là em muốn đi tại vì em thấy các sơ quá đẹp, cái tình yêu thương quá thuần khiết, quá trong sáng, mà kiểu có thể yêu thương tất cả mọi người, mọi thứ rất là đẹp đẽ, và em muốn học cái điều đó. Thì em mới tóm lại là tất cả những cái em muốn học thì nó đều gắn với cái tình yêu thương, tất cả đều là tình yêu thương, và nó là một hành trình rất là dài từ khi mình còn nhỏ. Và em liên kết khi mà em bắt đầu có cái ghi nhớ về quá khứ của mình, thì là em liên sâu chuỗi lại, thì nó là một hành trình rất dài để có được cái ngày hôm nay. Đúng rồi. Chứ không phải tự nhiên mà có. Rất dài đúng đó, thâm phục mình từ xưa đến giờ đó. Cảm ơn em rất là nhiều vì đã chia sẻ, đã nói lên lời cảm ơn đối với mọi người. Thật ra mọi người ơi, mọi người phải like, phải comment đi, bởi vì sao? Bởi vì nó là động lực rất lớn cho những người làm online giống như mình và anh Long Châu. Bởi vì sao? Bởi vì tụi mình là những người thật ra đâu có ham hố gì mạng xã hội đâu. Cho nên nếu như mà mọi người không chia sẻ là mọi người thích hay là mọi người cảm ơn gì đó, thì tụi mình cảm thấy rằng là ủa thế tụi mình ở trên này làm cái gì nữa đây. Thật ra nó nhầm tương tác nhiều vô, tương tác nhiều vô. Đúng rồi. Thật ra được các bạn có like hay không like thì mình được động lực thì mình vẫn làm thôi. Nhưng mà tất nhiên rằng là bởi vì mình duy trì tất cả những cái việc này trên mạng xã hội á, nó không phải là để cho mình và anh Lâm Châu PR bản thân, càng không phải là để cho nhiều người biết đến. Bởi vì nếu không mình đã đi con đường khác và bằng cách thức khác rồi, chia sẻ những nội dung khác rồi, chứ không phải là như thế này. Cho nên là ở cái việc tương tác của mọi người á, nó khiến cho mình và cả anh Lâm Châu nữa đều nhận thấy một điều rằng là tụi mình vẫn còn đang đi đúng hướng. Nếu không thì thôi mình sẽ về mình ẩn tu trong núi tuyết luôn cho rồi, chứ mình chẳng lên mạng xã hội làm gì. Các bạn hình dung không? Cho nên là nếu thích thì hãy chia sẻ, hãy thả tim, hãy nhắn tin, hãy giao lưu với nhau. Ví dụ như ở trong trên Facebook mình hiện nay nè, có chị Tú Anh, có chị Diệu Đỗ, có bạn Trà Long, hay là có bạn Văn Phan rồi đó. Là mấy bạn thường khuyến khích, động viên và tương tác, và cái điều đó nó khiến cho mình cảm thấy rằng là không sao, mình vẫn còn đang đi đúng hướng, đúng với cái cuộc đời này. Đúng không anh? Anh em mình đúng là rồi. Nói ra nỗi lòng. Bởi vì cuộc đời của anh thay đổi bằng một cái like thôi, có những giai đoạn như vậy. Đó, nên là anh rất trân trọng những cái mà trên internet thì mọi người nói mạng ảo, chứ còn trên Facebook, một cái like, một cái chia sẻ, một cái like thôi nó cũng dẫn đến cho mình thay đổi cả cuộc đời đó. Trời ơi, chứ bây giờ mình chia sẻ cái điều này xong mình thấy không có ai nói năng gì hết trơn á, thì mình không biết là mình làm đúng chưa và mình có đi đúng không. Rồi nói chung là đấy là vậy đó. Nhưng mà tụi mình thì tất nhiên là cũng không bị phụ thuộc vào mạng xã hội và cái like lắm đâu, nhưng mà nó thể hiện ra được một cái điều là nó tiếp thêm lửa và tiếp thêm động lực, và đặc biệt là mình biết là chúng ta vẫn còn ở đây với nhau. Chứ chị là chị cứ tưởng là Jim biến mất đâu rồi chứ, bây giờ mới thấy xuất hiện lại. Rồi, dạ rồi. Sau lần gặp chị trải qua một giai đoạn rất là nỗ lực mà nghĩ là mình không còn sống ấy chị, nên đến được ngày hôm nay mà vẫn còn sống và cảm thấy mình trưởng thành hay hơn. Quá ha.
Dạ hay Anh nghĩ quá. những ai mà vượt qua một cái biến cố lớn đều có sự thay đổi hết. Em Biến cũng cố tin là là điều như xảy vậy. ra. Thật sự đúng đó. Thì thật ra anh biết sau khi em bị té xe thôi, chứ ra anh đâu có hiểu. Thật ra anh không thể nào hiểu được có biến cố là có thay đổi đâu. Nhưng mà từ khi anh bị té xe, anh bị bể mặt, anh mới hiểu. Chứ ra anh không biết. Bởi vì đời anh đâu có biến cố gì đâu. Bố anh mắt anh cũng chỉ nghĩ đó là một giai Bình đoạn thôi, thường. chứ không phải là một biến cố. Không. Cho nên cái nhận thức của chúng ta vô cùng quan trọng, cái nhận thức á, nó vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng đó là biến cố thì nó sẽ là biến cố, còn chúng ta nghĩ rằng đó là giai đoạn thì nó sẽ là giai đoạn. Vậy đó thôi, trời, chị em mình mà chia sẻ như thế này hoài là không biết tới bao Rồi giờ tám luôn, cả cho nên là ngày luôn á. dạ Thôi. chắc là hẹn nhau bữa khác đi ha. Rất là vui, cảm ơn mọi người rất nhiều. Sắp tới thì trong câu chuyện hoa đá thì mình sẽ mời một vài khách mời nữa, và cũng sẽ chia sẻ về những cái vấn đề mà khiến cho họ có thể hạnh phúc, tạm gọi là tỉnh thức đi, tạm gọi là như vậy. Thì nó sẽ là một câu chuyện dài, và hy vọng là các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người, giới thiệu cho bạn bè để có nhiều người biết đến hơn nữa, vì nó cũng là một trong những động lực rất lớn để Sa La có thể làm như thế này. Ha, nhớ chia sẻ nha. Trời ơi, nhớ Rồi. like, nhớ comment nha. Ê Dạ. Tâm, em post cái này lên Facebook đi, đừng có post lên YouTube. À, hai cái nhưng mà Facebook cũng được nữa. Dạ, để em up Trang lên cho dễ Facebook mà luôn. thôi ơi. Dạ. Sao chị Tú Anh? Post Facebook để xe cho dễ nè. Ừ, Ờ, đúng rồi đó, giờ. thấy Facebook người ta dễ tương tác hơn đúng không? Tôi thấy Đúng YouTube chán quá, à. Không ai coi YouTube hết đó. rồi. Hôm sau mời chị Tú Anh đi chị. Tất nhiên rồi, chị có nói Mời với chị Tú hết. Anh là phải có chị Tú Anh chứ, chắc chắn rồi. Trời ơi, chị thu Em gom tất cả những câu chuyện về thực. ơi, mời chơi em. Thì em phải cần người điên chứ chị, phải cần người điên trong cuộc đời nó mới vui á. Đúng rồi, người đi người không mới vui đúng không? Chứ người Trời ơi, nếu không là không có vui một chút nào đâu. Em sẽ mời, thật ra em sẽ mời một vài người mà em cảm nhận trước, xong rồi sau đó thì bất kỳ câu chuyện nào của các bạn thì các bạn có thể viết thư về cho mình, kể về cái hành trình của các bạn, về hành Đúng trình mà rồi. các bạn tạm gọi là tỉnh thức. Sau đó thì từ những câu chuyện đó, nếu mình cảm thấy là nó kết nối được thì mình sẽ mời các bạn luôn, còn nếu không thì mình chỉ chia sẻ thôi, có nghĩa là mình sẽ đọc câu chuyện đó rồi bạn nào đủ duyên thì sẽ tiếp cận, nhưng mà mình muốn thu thập tất cả những câu chuyện thực tế nhất, chứ không phải là những lý thuyết về cái việc là tỉnh thức là hòa nhập hay là vũ trụ hay là gì gì chân ấy đó. Cho nên là rất là mong mọi người có thể chia sẻ nè, lan tỏa nè, và viết thư về cho mình, cũng giống như là comment những gì mà mọi người cảm nhận ngày hôm nay nếu như mọi người đã chưa chia sẻ. Thay mặt tí nữa ha, mọi người đợi mình nói một câu cuối cùng, đó là thay mặt và tất cả mọi người tham dự, cảm ơn bạn Minh Mỹ. Bạn Minh Mỹ và chị Văn Anh là hai người đã cho mình mượn link Zoom ngày hôm nay, và hai nhân vật Tâm này cũng ơi, là, dạ em đây chị, hỏi nghe luôn là bữa nay xinh gái ha. tại vì em chọn cái backdrop đẹp đó chị, với lại em mặc áo đỏ nữa đó. Được, được, chuẩn luôn. Bạn Minh Mỹ là nằm trong công ty đào tạo mang tên là Cuộc Sống Đúng Nghĩa, và mình rất là thích anh Trần Đình Tuấn, là một trong những diễn giả và là người đào tạo về kỹ năng giao tiếp nè, kỹ năng sống nè, rất rất là có giá trị, và cũng là gia đình, cũng là diễn giả mà mình học hỏi nhiều nhất, mình theo theo dõi nhiều nhất. Còn bạn bé thì là một người bạn trong đời sống tâm linh không thể thiếu của cuộc đời mình, và mình rất là cảm ơn vũ trụ đã mang bạn ấy đến cho mình, cũng giống như là mang tất cả mọi người luôn đến cho mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dễ thương quá. Bye Cảm bye. Cảm ơn ơn mọi người chị Tâm. nha. Dạ tạm biệt. Rồi. Ủa bé ơi, bây giờ chị bấm như thế nào để chị record? Chị Chị cứ bao. tắt nó đi rồi nó sẽ tự hiện lên máy tính của chị là đang lưu bản ghi á. Nó khi nào nó chạy hết cái đoạn đó rồi chị sẽ lưu vào máy tính của chị là ok. Chị lưu vào máy tính của chị luôn. Đúng rồi, lúc nãy chị bật lên cái chỗ ghi á, là chị lưu cho đám mây hay là chị lưu vào máy tính? Chị lưu vào máy tính. Có record in this computer này, record to the cloud này. Chị Chị lưu lưu vào vào cái máy tính nào vậy? đó. Chị lưu vào máy tính đó bé. Vậy chị cứ tắt đi là nó sẽ vào máy tính của chị đó. Ok. Hồi nãy thế này, nãy mình quên bấm like on Em Facebook nghe anh đánh ha. Hồi nãy nó có like on Facebook nè mà mình đâu biết đâu. Thôi thì kệ, mình post lên sao vậy. Rồi, để cảm ơn mọi về em người cắt nha. xong rồi em đăng lên. Dạ, để em cắt rồi em đăng lên, cái Rồi. em chia ra từng đoạn Bye cũng được. Cảm ơn mọi người, bye bye. bye.
Ok. Chị Vân Anh có 8 hay chị Tân ta? Bé đi vô rót thuốc cho bố đã. Tắt luôn chứ 8 gì? Tắt luôn hả chị Vân Anh? Đóng được. Tí hai chị em mình gọi video call như, cho nhau sau đi chị Vân Anh. Cảm ơn chị nha, chị nhớ gửi lời. Chị nhớ gửi lời cảm ơn anh Tuấn giúp em nha. Trời ơi, có gì cảm ơn. Dạ. Chị nói anh Tuấn sẵn sàng cho em một buổi nha. Ừ, buổi sau cần buổi nào cứ hú. Dạ. Đầy luôn. Đầy luôn. Cảm ơn chị ạ. Ừ, cảm ơn em. Dạ. Cứ xinh đẹp như vậy là được. Dạ. Tạm biệt chị nha. Tạm biệt Tâm.